một xuất phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nụ Cười Mới. Hân hạnh giới thiệu những tên cướp biển vùng Caribe. Bé. Với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài, nghệ sĩ Hữu Lộc, nghệ sĩ Long Đẹp Trai, nghệ sĩ Lê Hòa, nghệ sĩ Thanh Long Trẻ, nghệ sĩ Hà Linh, nghệ sĩ Hiếu Huyền và một số diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Chủ nhiệm Nobita, quay phim Tony Toàn, Nguyên Khoa, đạo diễn video clip Trung Lũng, tác giả đạo diễn sân khấu Nguyễn Hữu Lập, thiết kế sân khấu Phim Mã Sơn, âm nhạc Nam Hoài, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc Giáo, giám đốc sản xuất. Sao bạn mày đi nhanh vậy? Đi bằng cái gì mà nhanh quá vậy? Cởi bò. Tao phi thân thấy mẹ luôn mà rượt không kịp. Ê, nó kìa, rượt theo đi, rượt theo. Chết rồi con. Bắt được nó chưa? Tao nắm được cái đầu nó rồi. Lấy lên. Chết rồi. Hả? Sao còn cái não không vậy? Ồ, cái da nó đâu? Hả? Để em coi. Không phải, san hô mà. Vậy nó đâu nè anh? Nó đâu rồi? Đâu rồi? Đừng lại! Mà sao anh la? Vừa lắm. Nó đâu rồi? Đi bắt nó đi. Trời ơi, tụi bay có thấy gì không? Em không thấy gì hết á. Em thấy gì hết trơn á. Em không thấy gì hết trơn. Trời, gì đà cả. Cái gì vậy? Điên quá. Đi tìm đi. Đi tìm. Chạy tìm đi. Anh có thấy gì không anh yêu? Không thấy gì hết. Giờ đây phải làm sao anh ơi? Rồi không cao hơn á. Em là người
gì không? Hả? Cướp biển? Hả? Ăn cướp biển muối mặn. Anh ơi, bây giờ làm cách nào đột nhập vào đó lấy lại cuốn nhật ký? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Sao anh? Sao anh? Sao đây anh? Tao đã có cách. Hình như có bốn năng đồ nhập. Nó phát hiện ra mình rồi. 401 tầm 7. Hả? Chỉ có một thằng. Đưa đây. Mẹ, tôi thấy rõ ràng bốn năng. Ây da, một thằng. Bốn thằng, chạy không mày? Chạy. Tao nói là một thằng. Tao nói là bốn thằng. Tao nói là một thằng, mày nghe tao không? Tao nói là mày hay chạy. Hả? Mày mới là thằng lì nè mày. Đưa lại. Bỏ hết vũ khí trong người ra. Nhanh. Tụi mình rồi. Chuẩn bị tụi bay nghe nó kêu tao là Johnny Depp nè. Ok, Johnny Depp. Mấy thằng này cũng ác quá, từ một chữ thiệt đẹp nó đưa xuống tới tận cùng luôn. Đúng rồi, cướp biển dùng cà ri bê. Đúng rồi. Đại ca. Chúa đạo tôi. Chúa đạo hê hê. Cái thằng này mà chúa đạo cái gì? Thằng này đúng hơn là biên đạo múa. Ủa sao anh biết vậy? Thấy nguyên một cái đám diễn viên nó múa từng hết không? Chúa đạo này lạ quá. Nó tới bốn cái chân lận. Dĩ nhiên rồi, nó múa ba lê mà, nó cần bốn cái chân để nó đưa lên cho nó đẹp giống vậy nè. Bốn chân cái gì? Giới thiệu cho tao mày biết. Đây, chúa đảo, ba thẹo. Mày là chúa đảo, chứ đâu phải mày là chủ chợ, mà sao mày nói thách quá vậy? Có hai cái thẹo mà mày kêu ba cái. Mày đuôi hả? Nhìn kỹ nè, một thẹo, hai thẹo. Cái đó là cái miệng, bẩm sinh nó có rồi. Ấy, bị cắt cái lưỡi là cái thẹo thứ ba đó mà.
Thì ra là thẹo ẩn chứ không phải thẹo lòi. Nó bị cắt cái lưỡi coi như bị câm. Làm sao ta nói chuyện với nó đây? Ông nói tao phiên dịch. Đảo này là đảo của tao. Tại sao tụi bay dám tới đây chiếm? Ngứa quá gãi. Không. Ồ. Nếu mà tụi bay tới đây chiếm đảo hả? Thì tao sẽ chặt giò của ông. Không. Sẽ chặt giò tụi bay. Thiệt là vui quá đi. Thiệt là tức quá đi. Ông nói tụi bay hãy chứng minh tụi bay là cướp biển của vùng Caribe đi. Đúng rồi. Chứng minh đi. Cái điều chứng minh ta sẽ chứng minh cho mày biết sao. Nhưng mà công nhận nó hay thiệt. Sao vậy anh? Thằng chú đảo nó sủa như con chó vậy mà nó là người mà nó dịch được. Chứng tỏ hai đứa nó đều là chó hết. Sự nguyên cả lũ ngu hết trơn rồi. Nếu ta là cướp rừng, ta ở trên rừng rồi. Muốn chứng minh ta là cướp biển, ra biển là biết liền. Theo đây. Đi mày. Đi. Bơi. Nếu các người không tin ta là cướp biển, ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Ra đây, quỳ xuống. Đưa tiền đây. Nếu cô không đưa tiền thì ta sẽ làm một điều thiệt là dã man. Em xin anh, em không có tiền. Hai anh hãy làm điều dã man đó đi. Em gian anh. Con này liều mạng quá. Tao quất luôn đó. Hey, mấy đứa đi chơi đi, đi. Đứng lại. Ta muốn mọi người phải chứng kiến ta làm điều dã man với cô này. Đừng. Dã man quá trời. Đừng lại nha anh. Thiệt là giả màng quá đi. Chưa bao giờ tao thấy tao giả màng như vậy. Có thấy tao giả màng hay không? Trời ơi. Giả màng như vậy chứ. Trời ơi mẹ ơi. Ông này đúng là cướp biển rồi. Ủa sao mày biết? Ông cướp bên này dưới biển chứ không phải trên bờ. Đại ca. Ông nói mày làm vậy chưa đủ chứng minh mày là cướp biển. Được. Nếu muốn chứng minh ta là cướp biển thì hãy coi đây. Đó mày thấy không? Tao chơi dưới biển đúng là tao cướp biển chưa? Mày tin cho mày. Thấy chưa? Tao đâu có sợ biển đâu. Đúng là cướp biển rồi đó. Sao biết? Trời ơi, ông xuống biển không chơi kìa phải hả? Ông sợ biển đâu? Ha. Cho ta hỏi, ai đã đi kiếm được cái giò này ngon quá vậy? Dạ em. Em kiếm được hả? Dạ. Ở đâu mà ngon vậy? Dạ, em cũng cực khổ lắm mới có được anh. Đáng thưởng, cảm ơn em. Nãy giờ tao ăn cái giò mày hả? Dạ đâu có. Chứ cái giò mày đâu? Đây nè. Hết hồn à.
xét không? La xét hả? Dạ. Có không? Dạ có. Món gì? Kem khế. Hả? Lạ quá. Dạ. Kem thường thôi mà, đâu có mùi khế đâu. Ừ? Là sao? Cái này là cái gì? Kem. Cái này khế. Kem khế. Ông rảnh quá. Dạ. Muốn ăn kem cóc không? Dạ muốn. Lấy cái kem đi. Dạ. Cái cóc đâu anh? Cóc đây. Đi. Hưởng thụ mỹ nữ. Em bền lắm á. Nhớ lo chuyện đại sự. Yên tâm đi, tao sẽ dùng đến tửu. Dạ. Coi tửu nào mạnh nhất đem ra đây. Dạ có đây. Dạ em mời đại ca. Tửu này vừa mạnh vừa khỏe. Tửu này ngâm cái gì mà vừa mạnh vừa khỏe? Biến thằng lằn. Từ xưa tới giờ ta chỉ nghe có bính dê bính bò, làm gì có bính thằng lằn. Đừng có giỡn chơi như vậy. Uống thử coi. Rượu này mà kêu mạnh. Ủa, gấp gì vậy? Biến thằng lằn. Cái này quý lắm, bỏ uổng. Ồ. Nịnh đi, khóc hoài. Tiền nè, đừng có khóc nữa. Johnny đích đó, nên tôi cho một nồi. Chưa vừa lòng nữa hả? Cô có thể lấy được thân xác của tôi, nhưng cô không thể nào lấy được tâm hồn của tôi đâu. Nhìn cái gì? Tôi biết là tôi đẹp, nhưng mà cũng đừng có nên nhìn như vậy, nhìn hoài. Cha mẹ đẻ ra đáng giá ngàn vàng mà nó trả có mấy đồng bạc. Thôi đại ca, đại ca. Đại ca. Đại ca. Sao bây giờ tụi bay mới tới trễ như vậy? Hả? Mỗi gì kỳ vậy? Trời. Lông mi sao mọc ngược vậy? Lông mi là một tầm 7 tụi bà không à? Hả? Chẳng lẽ đại ca bị ung thư lông mi? Lông mi gì? Có hai cái nơ kìa. Dài quá trời dài luôn. Trên mẹ nó nằm ra đây hồi nào vậy? Ai biết vậy mà hồi nãy con kia nó nhìn tao, tao tưởng nó nhìn tao tại vì tao đẹp. Trời ơi, bây giờ sao? Tìm cách nào vô hang lấy lại cứu Nhật Ký. Đúng rồi đại ca, cách nào nói đi. Chuyện đó để tao lo. Dạ thưa đại ca,
không phải là Johnny Depp mà chính là Hoài Linh. Ông nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết. Ông nói tại sao cái vai ông nặng quá? Đúng không chú Đạo? Ông nói ông biết mày là thằng bữa trước rượt ông chạy chừng chết luôn á, phải không? Nhốt nó lại. Anh Linh đi lâu quá, chắc có nguy hiểm. Bây giờ vậy sao anh? Em vô trước đi. Quang đi đi. Bỏ vũ khí xuống. Ờ quên, mình đâu có đó mà. Bỏ vũ khí xuống. Ra hết rồi anh kêu mở làm chi nữa. Thì mở ra cho nó biết là mình mở cửa mình đi trốn rồi. Đúng rồi. Trả lại cho nó. Anh ơi, cho anh gửi lại chìa khóa. Cảm ơn nhiều nha. Tự lộn bình an.
Dạ. Dạ. Ta lên cơn xỉn rồi, cho tao nghỉ giải lao chút được không? Được, được. Ờ, như vậy đi. Ừ. Ê, mày chơi xấu hả mày? À, mày nói tao chơi xấu hả? Tao chém mày mổ tay luôn á. Mọi người theo kìa. Quay lên nào, quay lên nào.
Hoài Linh đâu? Đi rồi. Nè, em nói cho mày biết nha. Mấy anh đừng nghĩ mấy anh trốn sang nước Mỹ mà thoát khỏi tay em. Hả? Cái gì? Tụi mình đang ở Mỹ. Tới nước Mỹ rồi hả? Giết tôi thì giết tôi nè. Trời ơi, chúng ta lộn qua Mỹ rồi. Chúng ta tới Mỹ rồi. Bắt lại. Bắt đi. Bắt rồi. Đem về. Mày làm mặt nha. Vô. Để lại lên. Again, when it's real, feeling hard to conceive. Can't imagine all the pain I feel. Getting here, have your breath. I know you're still living your life. Missing.
gặp được tôi trên đất Mỹ này. Nếu không nói ra thì không ai biết. USA là gì? Là gì? USA. Có còn một người bạn nữa đâu? Đi toilet. Restroom. Cậu cái gì? Anh ấy. Thank you. Cái gì? Anh. Anh cái gì? Con tôi cái đùi. Xin lỗi, tôi nói tiếng Việt không rành. Có gì không hiểu, bỏ qua cho. Cháu này, I love. Tư ơi Tư, để nó quên cả tương chơi Tư ơi. Tư ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi trời. Tình ơi buồn lắm. Tôi có đứa con. Rồi cái nó nói tôi sao mà ở cu kia mình buồn quá, cái nó bảo lãnh tôi qua đây. Nó nói hưởng phước. Mà phước đâu không thấy. Thấy nhỏ cứ đi làm tối ngày bỏ tôi nhà mình hoài. Khổ vậy đó. Tôi nói trời ơi mà phải chi nó không lo cho tôi sao. Nó lo cho tôi đầy đủ lắm. Tôi lúc nào không có tiền hết trơn á. Lúc buồn á tôi đi ra cửa sổ tôi đứng hoài chờ có gánh hàng rong nào đi ngang. Mình kêu vô ăn đỡ buồn. Mà chờ hoài không thấy. Thấy Mỹ đi tập thể dục không? Mà nó gặp mình nó còn kêu nó chứ, nó la ý money. Trời, mình tưởng nó tưởng mình có tiền, nó tính nhào vô cướp, sợ quá ông nội ơi. Ai về đâu nghe kỹ lại nó nói manh khỉ. Manh khỉ là khỉ già. Nó đi ngang nó dòm tôi, nó ở nhà nó khỉ già ông nội ơi. Mà người già ở xứ này thiệt, cũng giống khỉ già thiệt. Cứ trong nhà đi tới đi lui hoài, không biết làm gì. Qua nhà bạn chơi nhà không chống chân chống chất. Không biết làm sao. Ai giống giọng Mr. Shit quá ha. Hả? Mr. Shit. Ai là? Mr. Shit. Ủa không thấy tôi kìa. Where are you? Mr. Shit. Giống như tôi bị tàn hình vậy. Ủa nãy giờ đến đây hả? Ông nội ơi chịu không nổi luôn á. Tự nhiên nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ rồi sàn qua tiếng Việt kìa. Ê bộ chữ chữ ở đây không nhớ nói tiếng Mỹ làm sao hả? Em sorry. Hả? He. He là lông bà ngoại ơi. Là lông là tóc. Còn ở đây người ta kêu bằng here. I'm sorry. Here, sir. Không phải. No. Here thôi. Chừng nào á mà tôi sờ bạn gì nè mới là here sờ. Đúng không? Gì là here sờ. Còn gì không là here thôi. Hiểu không? I'm sorry. Here. Where? Đâu có chân cẳng đàng hoàng gì where vậy bà nói. Tell me, where will you be mine? Ủa vậy? I'm the wonder. Oh, tell me, where will you be mine? You hum. What? You hum. Thì you là bà là cô. Còn hum là nói theo tiếng Bắc là khùng là điên á. You hum là bà khùng. Oh, I'm sorry. Oh, no hum. Mix for. Nói tiếng Việt đi. Mikau. Sao nãy giờ không nói? Làm tôi nói tôi mệt muốn chết luôn à. Cái nói cho người ta rõ, ta hiểu chứ. Nói tiếng Việt rồi, nói tiếng Mỹ kiểu này, Mỹ hiểu được cái chết liền á. Dạo này ha, mặc đồ đẹp ha, cao ráo đưa chân dài đó ha. Mặc quần bông áo xanh ha. Vậy thôi. Khỏe mạnh ha. Tập thể dục. Qua nhà tôi ngang nhiên mà không thèm nhấn chuông ha. Hàng xóm mà. Bây giờ tôi mới hiểu. Sao? Con Julie nhà tôi có bầu là do ông. Ấy.
nói với năng đàng hoàng á bà. Ê bà đừng có tấn công tôi kiểu này, tôi ghê ghê hơi tôi té tôi chết à. Tôi già cả lớn tuổi rồi, tự nhiên rồi sức đâu làm chuyện đó. Không có đâu, đừng có nói vậy tụi bậy tụi bạ không có được. Nói gì mang tiếng tôi chết rồi, không có vậy thì, vậy thì do ai? Do ai? You chẳng không, lẽ không, không phải tôi. Tôi không phải tôi. Tôi. Ủa ai? Tôi. Ủa? Ủa mình? Honey, Honey làm cho Julie có bầu. No, oh my god. Oh my god, oh my god. Móc cái họng bà chứ ga. Đứng lên. Tôi để tôi ra tôi giải thích cho anh Sáu anh hiểu. Tức quá Tư ơi. Anh ơi, con vợ tôi nó dớn dác lắm. Rồi sao? Thôi để tôi nói chuyện với nó. Bà sao bà tắc cười vậy? Sao tự nhiên con Julie bà chửi ổng? Ừ. Con Julie nhà bà nó cũng đâu có đàng hoàng. Thấy không? Bà đi làm xong nó chạy cả ngày ngoài đường, cả khi cả khuya nó còn chưa về. Ô mà em à, nhưng mà you are me. Dù nó cái gì? Thấy ông này nè, ông hay qua nhà thì nghĩ là ông hốt hàng con Julie. Ủa mà bây giờ nè, tôi nói cho bà nghe, bây giờ nó lỡ nó có chữa rồi thì cứ để cho nó đẻ mình nuôi. Ừ. No, yes. Thì tôi có chữa thì ok, tôi chấp nhận. Nhưng mà có chữa với cái giống này tôi không chịu, tại cái giống này là cái giống nhiều lâu. Bà mẹ. Chú mất hè. Tư à, giải dở đàng hoàng á Tư. Tao lông dài lông ngắn thì thích kệ cha tao, cái mắc mớ gì nói tao hả? Hả Tư? Tôi xin lỗi chú. Bây giờ nói nghe nè, sáu bà nói ông nhiều lông chứ tôi thấy bà lông nhiều hơn ông. Hả? Lông từ đầu đến chân luôn á. Vậy cái bà vô duyên vậy, người ta lông nhiều lông ít kệ người ta. Mà anh Vũ nói tự nhiên nói tôi cảm, tại vì bà không thích con chó lông xù nhà chú, không thích con Tommy lông xù nhà chú, bà thích chó lông xác thôi, không có thích chó lông xù. Ủa nãy giờ nói con chó tôi làm chó bà có bầu hả? Vậy tôi tưởng ai? Bà mẹ nãy giờ tôi tưởng nói tôi làm chó bà có bầu không ông nội. Đó thấy không? Nói năng gì chó đó không á, mà bà nói không rõ ràng, để cho chú Sáu ông hiểu lầm rồi thấy không? Ở đây có mấy người Việt Nam à, có chó có mèo không lôi ra đây chửi. Em sorry. Sorry nữa hả? Đập bà cho bà sorry hoài. Thì nói chung là tôi không có thích cái giống lông xù nhà đó. Trời ơi cái thứ gì đâu mà lông quá trời lông luôn à. Tôi hỏi ông chứ đâu mà sáng sớm mà thấy nữa. Lông che mắt, che mũi, che miệng, che hết toàn thân không thấy gì. Bữa hôm mà tôi đi ra sau giường, cái tôi đang đi vậy đó, tôi dấp té cái bạc vậy đó. Rồi cái tôi thấy trời ơi sao chân tôi chảy máu nhiều quá. Cái tôi lấy cục bông gòn, tôi dính vô, tôi lao chân tôi. Trời ơi, nguyên con chó nó cắn tôi. Trời ơi nó giống cục bông gòn cái gom luôn á. Con chó gì ghê quá. Nó đừng nói vậy tôi mang tiếng đi. Chó tôi là có đi học đàng hoàng á nha. Không bao giờ nó cắn người hết trơn á. Chắc tại bữa đó bà rờ nó, bà lông nhiều quá nó tưởng giống nó mới cắn chứ. Đó, thấy không? Vừa nó tưởng cùng dòng loại cho nó mới cắn bà. Thôi, bây giờ tôi nói chuyện tại không lại với mấy người đâu. Bây giờ ông ở nhà, ông làm ơn trông Julie giùm tôi. Tại Julie nó sắp có chữa, là nó sắp đẻ rồi. Bây giờ ông phải trông coi cho nó cho tôi. Tôi cấm tuyệt đối ông không được qua chơi với cái gia đình này nghe chưa. Cái gia đình này là too much hair, là thứ nhiều lâu. Vậy là không chơi cờ tướng nữa. Ok, bây giờ you đi về, còn ông đi vô, còn tôi đi ra. Nói xiên nói sợ chỗ này ông nội tôi không ở nữa. Tôi cũng chúc cho con chó của nhà bà nha, nó đẻ ra mấy con chó câm đi. Mình bả nói không là nghe hết hồn rồi. Thêm mấy con chó sủa này sủa nổi. Anh ơi lên chơi với mình đi. Chứ sao? Thôi, không có chơi gì hết trơn. Thiệt có con vợ cũng mệt mỏi. Bây giờ bắt đầu tới coi cái dao coi chó nữa mày gom cho Julie. Mới đây bà đi đâu nữa rồi đó. Julie. Biết rồi. Thôi. Đi đâu vậy? Đi đâu nãy giờ? Ngồi đó đi, tao lấy cơm cho ăn. Mày hổn quá, mày tao giả trong mặt mày chứ mày hổn rồi. Bả thương mày chứ tao không có thương mày đâu. Chó mà cũng hổn. Trời đất ơi. Mày trả treo hả mày? Ngồi đây, tôi cho ăn, ở đây. Tới đây. Đồ ăn của mày còn ngon hơn đồ ăn tao á. Bào ngư di cá, mày đặt có chữa anh chị rồi cho ăn sang dữ hả? Tao hôm nay ăn vịt luộc không á. Nè. Ăn đi. Cái gì vậy? Cái gì?
dướng hai cái lỗ tai, đã ăn không được. Nè ăn đi. Cái gì vậy? Xin lỗi mày, tao quên, tao mới hâm xong tao quên mà. Nè nguội rồi nè, ăn đi. Ăn đi, cái gì nguội rồi? Cái gì vậy? Giờ thuộc kệ ông nội mày, mày có ăn mày ăn, mày không ăn mày thôi mày. Mày có ăn không? Mày không ăn thôi. Chó mà cũng chảnh đây đây, đúng là chảnh chó nè. Hết gây tao bả, tao gây tao mày. Chủ sao tớ y vậy? Chó mà cũng cơm bưng nước rót ra đây chứ. Ở Việt Nam tao để trong cái ảng, muốn uống uống rồi mày. Nè uống không? Cái gì? Ai không biết mà có chữa. Cái gì? Nước. Biết rồi, nhớ rồi bà, thuốc dưỡng thai của bà nữa chứ. Đây, tôi chuẩn bị hết rồi đây. Ủa hai bịch, bịch thuốc cảm của mình, bịch thuốc chữa của bà là thuốc nào đây trời? Thuốc nào của... Tao không biết thuốc nào của mày. Tao lộn rồi. Hồi sáng tao... Cái này hả? Chắc ăn không? Vậy được chứ tao không hiểu, tao uống thuốc ngừa thai vô tao ngừa cái gì vậy nè. Nè thuốc dưỡng thai. Rồi vậy xong rồi đó. Rồi đi chơi đi, để tao lo tao dọn dẹp nhà cửa nữa. Cái gì? Bà ngủ bà cũng nghe nhạc bà mới ngủ được. Chờ chút. Mày nghe sẵn tao nghe luôn. Chứ tao nghe vợ tao chửi hoài tao mệt quá, tao nằm đó đi. Tao với mày cùng nghe nhạc. Đĩa số 1. Nhạc đang hay. Cái gì vậy? Cái gì? Sốc. Nhạc sốc hả? Mẹ nhạc sốc là đĩa nào? Bấm đại đĩa số 5 đi. Cho bà uống thuốc ngừa thai hay là cho bà uống thuốc lắc vậy trời? Cái gì? Thôi tao mệt rồi. Leo xuống giùm con. Leo xuống. Mày nằm mày dính lông tùm lum à. Leo xuống. Má mày về. Hello Chili. Cái mẹ hai con là con nào là con chó, con nào là con vợ trời. Mấy chục năm nay bà lấy tôi về, xong rồi bà đi làm về không bao giờ bà mừng như mừng con chó hả trời. Ôi, dễ thương quá à, Chili, con mẹ dễ thương quá à. Ôi, con ơi, ở nhà con ăn cái gì chưa? Ông sao ông cho nó ăn gì không? Cho chứ bậy. Ôi, Chili của mẹ, con dễ thương quá à. Mẹ huấn luyện con thành con chó hai mặt thì ghét à. Ôi, Chili, ông làm ơn cho pha sữa cho nó uống giùm tôi chứ không? Không mệt lắm, hồi sáng giờ tôi mệt dữ lắm rồi. Giờ bà về bà lo cho con bà đi. Thiệt á, tôi khổ ghê á. Ông á, người không nạnh,
đi nạnh chi với mấy con chó hay chi vậy trời. Vô làm ơn pha sữa nó có chữa nè. Nó có chữa cho bộ bà có chữa ha. Trời ơi. Chừng nào bà có chữa tôi lo cho. Phải lo cho nó chứ. Mệt ông quá ông làm ơn vô giùm tôi cái đi ông. Nó đói nè, nó gần xỉu tới nơi nè. Julie. Hành tôi biết à. Julie ơi. Đây, mẹ có mua quà cho con nè. Mẹ đi shopping mẹ mua cho con một cái khăn nè. Mẹ mua cho mẹ một cái khăn nè. Đây, mẹ mua cho con một cái nón nè. Mua cho mẹ một cái nón nè. Con dễ thương không? Hai mẹ con mình giống như hai mẹ con sinh đôi. Nè, uống sữa đi Julie. Julie. Ủa, bà hả? Tôi là ông ơi, tôi sao, sao bữa nay hai con giống nhau vậy? Rất ghê vậy. Bà làm riết hồi tôi không biết bà con người luôn nha. Tôi là chú Tư, còn cái này là chú Ly, còn ông là chú chồng. Khổ nè, cho nó uống đi. Thấy không? Này nó về thấy tôi nó mừng quá trời, tôi mặc đồ giống như con báo vậy đó. Đây 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 con ơi, vô đây con. Con vô đây, con vô đây con. Đó, con vô đây con nằm với mẹ nghe. Đây, con nằm đây. Ê, không, không được. Bà đưa nó tới ổ nó nằm đi. Bà đưa nó ổ nó nằm. Chỗ này tối tôi nằm tôi ngủ mà. Thì có sao ông cứ hay nạnh với nó hoài à. Nó có chữa, nó nằm đất đâu có được đâu. Nằm đất hơi rồi, rồi nó bệnh nó làm sao. Trời ơi bà ơi, ở Việt Nam người ta nuôi chó, người ta muốn ở nằm đâu nó nằm mà. Sao đâu có ai cho lên giường nằm như chó bà. Khổ ghê vậy, nhưng mà nó là chó bên Mỹ, ông hiểu không? Ông phải cho nó nằm ở đây cho tôi đi. Ê, chó Mỹ nó cũng là con chó mà. Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ biết là bên này phải cưng chó, ông hiểu không? Vậy nó nằm đây rồi tôi nằm đâu? Thì ông ra ổ nó ông nằm. Trời ơi. Em sorry, em sorry. Bà vừa phải thôi nghe bà. Ông ra cái giường kia kìa, ngay cái sofa kia ông nằm hộ tôi ok. Ông ra kia ông nằm giùm tôi cái đi. Rồi sẵn ông ra ông lấy cục bông gòn cho bịt lỗ tai con chó nó ngủ với ông. Tội nghiệp nó ngủ ê, không ê, được, ồn ào. Nuôi chó để giữ nhà. Bà bịt hai cái lỗ tai nó lại rồi sao nó nghe nó coi nhà được. Khổ ghê, sẵn nằm nó rồi canh nhà cho nó luôn đi. Nhưng nó cũng ý kiến hoài, thiệt mệt ghê. Sorry, ông ra, thôi ông đừng có nặng chó nữa, tôi khổ quá, ông ra ngoài đi, tôi cái đi. Con uống sữa mẹ ru con ngủ nha. À hà ơi, à hà ơi, đất ơi, đất ngủ ở trong à. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào không có ai ngủ vậy? Ủa ông, ủa gì là làm sao ông? Là làm sao? Là sao không hiểu? Ủa làm ê, sao? Ê, chắc nó sắp đẻ rồi. Ủa sắp sanh hả? Cho nó vô ổ đi, cho nó vô ổ cho nó đẻ đi. Con ơi, thôi mình đi sanh con. Thôi đi 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 con. Đi đâu? Cho nó vô ổ đẻ. Không, phải đưa vô bệnh viện mình đẻ thường cho nó ông ơi. Đưa vô bác sĩ hả? Sao con? Đẻ mổ. Con nói cái gì vậy ông? Bà muốn đẻ mổ. Hả? Trời ơi, giữ body nữa hả con? Thôi được rồi, mẹ dắt con đi đẻ mổ nha. Đi 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 con, đi con. Đi con đi đi. Đi đi. Đi ra đây, đi ra đây. Có gì mẹ cõng con, mẹ cõng con. Thôi, con nặng quá, con nặng quá. Thôi có gì con cõng mẹ đi, con cõng mẹ. Thôi. Mạnh ai nói đi đi, trời mệt con quá. Đi 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 nhanh con ơi. Đi nhanh con ơi, đẻ nhanh con ơi. Chú Ly của mẹ. Từ ơi, từ. Tư à, con đây tư. Sao? Dạ, dạ. Cái gì mà bên đây chó sủa tiếng người, người la tiếng chó tùm lum tà la vậy? Hả? Con, hồi nãy giờ con mệt quá. Cái gì? Con chó. Sao? Con chó nó đi... Chết. Không phải, nó đi cái gì mà giống người ta chửi đó. Cái gì? À, chó đẻ. Chó đẻ. Con chó nó đi đẻ. Con chó đẻ hả? Nó đi bệnh viện đẻ rồi, vợ con nó đưa đi rồi. Vậy thì vợ chắc mừng lắm ha, có làm đầy tháng không? Dạ chắc cũng có đó, nó đòi in thiệp rồi nó có gửi cho chú nó. Nói dù gì nữa chú cũng ông nội của sắp nhỏ. Ê, nên nó gửi làm ăn tiếng miên ai biết đâu. Tôi lo quá Tư ơi, tôi nói thiệt á, con chó đi đẻ là tôi cái bụng tôi nó lo không có yên, không biết đẻ ra giống tôi không. Ý tôi giống con tôm mì nhà tôi không? Mình ơi Honey. Vụ gì? Honey ơi. Cái gì Honey vậy? Sao không đưa nó đi đi? Trời ơi, Honey ra xe, Honey hốt hàng nó vô hùm tôi, nó xanh luôn tại xe rồi. Ôi trời ơi, đẻ rồi hả? Nó đẻ ngoài đó luôn rồi hả? Nó đẻ ngoài đó luôn rồi. Mấy con? Nó đẻ một lúc ba con. Trời ơi, ba con hả? Nó màu gì đẹp mà không? Nó đẻ con bẹt rê, con chó phóc, con mặt xệ. Sao kỳ vậy ta? Julie tôi sao dễ sợ vậy? Tôi hết hồn luôn à. Trời ơi, ba con ba thứ hả? Cha ba con hết hồn hết vía vậy. Mà sao nó đi với Tommy á, mà sao nó không có sinh ra ông? Ông quay lộn, nó có
không có sinh ra cái con giống Tommy. Có con nào lông xù không? Không. No. No lông xù. Không có lông xù hả? Yeah. Không có lông xù, tôi với chú Sáu rồi đánh cờ tướng với nhau được rồi. À, mà sao kỳ vậy ông? Con chó nhà mình nó ngoan nghiệp. Bà hỏi đó, mà bà hỏi nó. Ba cái thằng nào hốt hàng nó tội nghiệp nó quá. Con bà ngoan hiền quá mới đẻ ra ba giống ba nơi đó thấy không? Hả? À, không có con nào giống con chó của chú Sáu hết là sao? Đó bây giờ tại sao bà chửi đó? Bây giờ bà xin lỗi người ta đi. Bà xin lỗi người ta đi. I'm sorry because nói tiếng Việt. Vì nó lằng nhằng quá tôi không biết. Tôi sorry không? Tôi xin lỗi không? Thật sự. Tôi nói thiệt với chị nghe. Làm sao mà cái con Tommy nhà tôi mà nó làm cho cái con chu lì nhà chị đẻ được? Tại vì từ khi chị tới đây là tôi đi thiến rồi. Hả? Cái gì? Không. Từ khi chị đem con chu lì về á là tôi đem con tôm mì đi thiến rồi. Oh my god, ông làm hết rồi. Ủa vậy sao hổm nay vợ con nói chú sùm sao chú không nói câu nào hết trơn vậy? Thì sao không nói làm để tôi cãi thì ngu nhau sao nói à? Thì qua đây có cơ đó mới gây lộn được với bà chứ. Nhiều khi bà nói chuyện rồi chị chiết hoài sao tôi chịu nổi đó, tôi muốn vậy đó. Cứ nói hoài. Mới đầu cũng buồn nhưng mà từ từ có người nói tiếng Việt cũng vui đó. Nói đã luôn. Cái gì? Bà đó bây giờ tôi mới chửi sorry. Bà. Bây giờ tôi quánh bà loài trầu luôn chứ không phải câu không đâu. Cứ kỳ cục à. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, chuyện gì cũng phải vừa phải phải thôi. Hàng xóm láng giềng ở cái khu này có bao nhiêu nhà Việt Nam đâu. Bà lôi chú Sáu bà ra bà chửi à. Rồi còn bày đặt qua đây mới có 2 năm mà nói tiếng Anh đồ ào ào. Tiếng Việt thì cũng không. Bà nói bà đừng nói bà quên tiếng Việt đi ha. Yes. Bà yes hả? Nhưng mà qua đây biết có 2-3 chữ tiếng Anh yes, no là hết rồi đó. Mà ăn thì cứ tiếng Anh bị câu bị đồ. Tôi nói cho bà nghe nha. Bà bỏ cái thói đó đi nha. Là một. Cái thứ hai nữa đó, bà đừng có coi con chó nó hơn thằng chồng bà nha. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ bà lo lắng cho tôi bằng lo cho con chó. Tôi quánh con chó thì bà đòi đi thưa cảnh sát là sao? Em sorry. Nói đi kia. Không có em nói là em xin lỗi chồng. Từ nay á em không có coi chó nữa mà em sẽ nuôi chồng. Ok. Khỏi cần bà nuôi. Dạ. Bà để cho tôi yên là được rồi. Dạ. Mấy con chó đó đem đi hết đi. Ủa gì vậy? Ơi, ông ơi. Ví dụ gì? Sao tự nhiên? Quá lên. Ủa gì lên đây nữa? Nãy đi, nãy đi. Nãy đi. Bị câm hả? Bị câm nói giùm không? Lòng tiếng phải không? Nãy đi. Ông ơi, ông ơi. Hả? Sao tự nhiên đâu trong nhà tôi có khúc bánh mì với cục mỡ và cục xương xuất hiện vậy? Vô duyên. Trời ơi, đặng ra con gái nó nhìn vô duyên quá à. Nè. Tôi nói cho mấy người nghe nha. Mấy người bị ghét rồi. Quay lên cửa tài cải trang rất hay. Đúng rồi. Không ai nhận ra được nó đâu. Con này chồng tôi mà. Hoài Linh á. Trời ơi, anh nghĩ anh có tài cải trang mà thoát khỏi tay em không hề? Con cái này Hoài Linh hả? Ừ. Vậy chồng tôi đâu? Ủa là sao? Chồng ơi. Chồng của chị em nhốt trong kia kìa. Chồng ơi. Em đi ra. Chồng ơi. Vậy là sao? Chồng tự đâu vậy? Hả? Lên tàu Linh ơi. Lên tàu. Lên tàu. Lên tàu. Anh đây chú đảo. Lên đi. Lại đi anh. Bắt hùng mà hả? Cướp nào kìa. Vô cabin đi. Nó không biết lái tàu. Trời ơi. Nó lái gì kìa? Nó lái rồi. Nó cướp tàu. Bye.
em cảm thấy lạnh quá anh ơi. Sợ sống quá. Ừ. Lạnh đâu rồi, từ từ. Sợ sống quá. Tới đâu rồi? Em đâu có biết đâu. Anh nhìn nó ngợp mà. Đâu rồi? Tới đâu rồi? Ê, ê, ê. Có cái gì lạ quá kìa. Có gì lạ quá. Đồng hồ Big Ben. Hả? Tới Anh Quốc rồi hả? Trời ơi. Big Ben. Tới Anh Quốc rồi. Trời ơi. Tới Anh Quốc rồi hả? Sao không về Việt Nam mà tới Anh Quốc rồi? Ai biết đâu. Đi 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 đi. Sao? Chơi xuống dưới chơi. Ủa? Gì vậy? Ông dạy một điều nha. Hả? Ông nghĩ ra cái chiêu này hay thiệt nha. Sao ông hay ông nội? Nghĩ ra cái chiêu này á, nó tụi nó cứ bị nó nhìn mình, nó tưởng mình là ban nhạc không à. Đúng rồi. Nó mình... đâu có truy lùng mình đâu, đúng không? Mình đi trốn cướp biển mà. Mình phải giả bộ như vậy. Đúng vô rồi. Mình lập ban nhạc, mình đánh đàn cho cô ca sĩ nãy ca. Hay quá. Biển đâu có biết đâu.
hiểu không? Ừ. Ông làm gì ông la to vậy? Ông muốn muốn tụi cái miệng nó bắt rồi nè. Chứ sao thấy nó xôm quá mình cũng la hu 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 hu. I have myself for love with you. I have myself for love. Nó nghe nó bắt bây giờ. Ủa vậy hả? Ôi, ông đâu rồi? Tụi đây, ông làm gì vậy? Ê, cất giùm tôi cái đờn coi. Hả? Cất giùm tôi cái đờn coi. Để tôi nhìn coi đồ của nó còn ở đây không nha. Sao rồi? Hết rồi. Tụi nó đâu rồi? Vậy cũng thoát nạn được. Ây, bây giờ tôi cởi này ra nha, nóng quá. Cởi đây. Trời ơi, đổ này vô tôi tưởng nãy giờ. Vô. Xong rồi. Xuống. Ổn rồi. Xuống. Trời ơi, ông xuống vậy không có điệu nghệ, không có giống cái gì mà đi biển đi. Trời ơi. Lẹ lên. Từ từ. Té bây giờ. Ôi. Lạnh quá. mừng quá thoát được bọn cướp biển mừng dễ sợ. Trời ơi, tôi cũng mừng vậy cha nội. Hẹn ông ra đây có chuyện kể ông nghe. Ủa, ông hẹn tôi đây có chuyện kể tôi nghe hả? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chuyện vô cùng quan trọng. Quan trọng lắm hả? Ê, chuyện nó như thế nào kể tôi nghe coi. The story Missy Fly và Mr. Fly. Ê, là cái gì vậy? Ở bên Anh mà không biết nói tiếng Anh. Thôi ông nội ơi, ông làm tôi thấy riết ông giống Thúy Nga rồi đó nha. Ông nói cái gì nói tiếng Việt đi cha. Qua mới tiếng Anh có mấy ngày mà bọc mẹ nó lắm lung lá. Bà Thúy Nga ở bên Mỹ. Ừ. Còn tôi ông ở bên Anh. Bà Mỹ tiếng Anh cũng thử rồi cha nội ơi. Khác nhau. Thôi đề nghị ông nói chuyện tiếng Việt đi. Rồi tiếng Việt không? Kể nghe chuyện về gia đình ông Năm với bà Năm. Đó. Gia đình ông Năm bà Năm nó sao kể được nghe coi. Ừ. Hôm bữa. Ừ. Tôi đi ra supermarket. Đề nghị nói tiếng Việt nghe. Không hiểu từ đó từ gì hết. Supermarket mà không biết. Không biết. Là cái siêu thị á, hiểu không? Là siêu thị hả? Siêu thị á. Rồi. À gì supermarket. Rồi sao? Rồi sao nữa? Thì ông nói gì vậy trời? Cái gì kể đó? Lại nè. Ông Năm mà Năm như vô siêu thị. Đúng rồi. Hôm bữa đi ra cái siêu thị. À, siêu thị. Rồi siêu thị sao nữa? Gặp ông Năm với bà Năm. Ồ, ông vô siêu thị ông gặp ông Năm bà Năm chỗ đó luôn hả? Ừ. Hay quá. Rồi sao nữa? Đi một khoan đã. Cái gì vậy? Tôi kể ông nghe, ông đừng có kể là cho ông cha Tư Ròm nghe nha. Ủa sao kỳ vậy? Thằng cha Tư Ròm nó nổi tiếng nhiều chuyện. Cái vụ tôi biết đâu cha nội ơi. Mà đặc biệt có cái biệt danh. Biệt danh gì vậy? Chuyên gia nghe lén. Ủa sao biết hay vậy? Trời ơi. Ở đâu vậy? Sao biết mình nghe lén hay vậy? Ở đâu vậy trời? Rình. Chuyện người ta thì nghe lén gì vậy cha nội? Nghe lén kỳ cục. Nghe vậy thôi, nghe nhưng mà không có nhiều chuyện như tụi bay. Chuyện về gia đình ông Năm bà Năm. Tao biết, tao nghe, tao đâu, tao bỏ đó. Tao không có nhiều chuyện như tụi bay. Chuyện ông Năm bà Năm, đàn ông con trai mà nhiều chuyện. Hai thằng đi ra đây tưởng làm cái gì? Đi kể chuyện ông Năm bà Năm, muốn kể ông tao kể cho nghe, tao rành hơn. Ông biết hả, ông biết hả? Trời, tao không có nhiều chuyện nhưng mà tao rình được. Thôi, mình mới đào đạo được không? Hôm qua tao mới đi ngang nhà ông Năm xong tao nghe hai vợ chồng ông Năm gây lộn. Cái lộn gây quá trời luôn, hai chồng la ông Năm dắt xe đi rồi sao tao dắt xe ra khỏi nhà xong tự nhiên hả tao nghe im re luôn mày. Rồi sao ơi, chết khủng, chết khủng, sao nữa, im không có một tiếng động luôn. Hết rồi, ông đi rồi đâu có ai chửi với bà nữa đâu nghe. Ông nội tốt quá. Tự nhiên làm người ta tập trung muốn nhủ não luôn mà tự nhiên cái kể không có gì hết trơn. Ôi tao nói nhiêu đó hết rồi. Nói chơi tụi bay thôi. Tao ghét đàn ông nhiều chuyện lắm, đừng có nhiều chuyện. Chọc tụi bay chơi cho vui vậy thôi. Tao đâu có ưa cái thứ nhiều chuyện. Mày biết cái tính tao từ xưa giờ mà, tao đâu có thích nhiều chuyện đúng không? Đúng rồi. Lát chiều đi tới quán cà phê bà Bảy, tao kể chuyện bà Tám cho nghe nha. Ê, sẵn cái nhà bà Chính luôn nha. Ông nhiều chuyện thấy sợ. Làm vậy? Tự nhiên tôi nghe chiều nay có chuyện cái tiện mình mẩy tôi nó ngứa ngáy trơn cha nội ơi. Đàn ông con trai đâu nhiều chuyện, nó bắt sợ lắm. Bậy. Cái đó không phải gọi là nhiều chuyện. Gọi là gì? Cái đó ta gọi là thu thập kiến thức. Nhiều chuyện, có nhiều chuyện. Bậy. Thôi.
thu gì mà chuyện trước mắt không lo. Chuyện gì đâu mà lo. Nãy giờ có cảm giác có cái mùi gì lạ lạ không? Có. Chia nhau đi tìm đi. Ok. Trời ơi, mà ơi, gì vậy? Cái vỏ quay để sau cái ghế nè ông nội ơi. Hả? Phải không? Tôi thử thử mới nói, ba cái vụ này nguy hiểm lắm đó nha. Sao? Không phải cha nội ơi. Quậy cầm lên thấy bốc mùi liền. Ông không tin tới ông hử đi. Bạn bè sống nhau từ nhỏ lớn, chạy từ Mỹ qua Anh, từ Anh qua tới bây ở tại đây rồi còn chưa tin tưởng nhau là sao vậy hả? Đó là sự xúc phạm nặng nề. Sao? Khốn nạn. Gì vậy? Thúi quắc bắt tao hửi. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia mà. Cái mùi nó dễ chịu ha. Nó y như là cái mùi mà xí cày ha. Nguy hiểm quá. Vậy là đúng rồi ông ơi. Gì vậy? Xác người trong túi sách. Hả? Xác người đâu vậy? Đi về ghê quá cho nội ơi. Về cái gì? Tao tưởng mình ghê quá. Muốn nổi tiếng không? Sao không muốn? Tôi với ông phái vụ án này bảo đảm tôi ông nổi tiếng liền. Phá án hả? Tự nhiên tôi có cảm giác mình giống như là Sherlock Holmes. À, một cái nhân vật huyền thoại của nước Anh đúng không? Đúng rồi. Ông làm tôi hứng khởi quá. Ông làm tôi nhớ đến cái vụ án tôi phá cái đây gần 35 năm về trước. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? 30. Chưa đẻ phá án hả? Hút rồi hả? Hố quá. Thôi bỏ đi. Cái nào ông gian được bỏ nha. Sao quá đáng vậy sao? Bây giờ tôi làm cái gì đây? Bây giờ ông làm trợ lý cho tôi. Yes sir. Trợ lý? Yes sir. Giữ tôi cái vỏ. Yes sir. Trợ lý? Yes sir. Tôi... Chưa. Yes. Hey, chưa có nói. Yes sir. Tôi có nói gì đâu. Yes sir. Trợ lý? Yes sir. Hửi cái vỏ bằng lỗ mũi. Yes. Yes sir. Thank you sir. Hửi đi sir. No sir. No sir. Kêu ông hửi kêu ông sợ đâu cha. Xong. Sao? Sau một hồi điều tra tỉ mỉ phát hiện. Sao? Đây, vỏ màu đen. Màu đen thui. Quái đen. Đen thui. Đồ cài đen. Quá đen. Hoặc mà tui ở đen. Chính xác. Tóm lại là màu đen. Đúng vậy. Hết. Tôi nhìn tôi cũng thấy nó màu đen vậy. Ngu hửi nữa hả? Trợ lý. Yes sir. Đeo khẩu trang. Có khẩu trang. Tưởng kêu cái gì chứ. Đeo khẩu trang là chuyện nhỏ. Mở cái vỏ mà là chuyện lớn. Này. Sorry nha. Sorry. Thank you. Không có chi. Trợ lý. Yes sir. Gì? Tiếng Anh nữa phải không? Nói từ từ lại nghe không kịp nha, nghe không kịp. Cứ từ từ thôi. Từ từ nha. Rồi. Rất từ từ. Nói tiếng Việt đi cha nội ơi. Nó nói tiếng Anh không hiểu mà cứ nói tiếng Anh hoài. Trời đất ơi, là cái tu dứt. Tu dứt. Tu dứt, nó đại tu dứt đi. Tiếng Anh, tiếng em chỉ cho nó cực vậy. Hả? Freak. Nó sơm sơm. Kêu. Cái gì kêu? Kêu. Nhạc cho nó hấp dẫn. Ồ chết cha, sorry sir. Trợ lý. Yes sir. Music. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to you. Thôi. Ồ, cái gì vậy? Ông sinh nhật ai đây bà? Sinh nhật ở đây. Tôi có đâu, Tuyết Anh tôi biết một bài đó mà cha nội ơi.
Trời ơi, nhạc lúc này là nhạc kinh dị rùng rợn lên. Chết cha, sorry sir. Kinh dị phải không? Đúng rồi. Yes. Trợ lý. Yes. Music. Cái gì vậy? Cho sói chu. Ôi con rảnh quá. Cái gì nữa vậy? Mèo rừng kêu. Trời ơi con rảnh quá. Mẹ nó. Kinh dị mà. Phung. Bum 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 bum. Ow. Ow. Tôi cho ông ấu tới sáng luôn. Trời đất ơi, cái đồ quỷ này làm tôi sợ mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sát người. Sát người. Sát người. Sát. Sao đi ra không nói chà? Nói gì có cái vỏ không là bác tao rình thấy mẹ luôn à. Ôi trời ơi, từ nãy giờ ông chưa đi nè. Ngu sao đi? Đứng đây coi tụi bay còn nhiều chuyện thứ gì nữa không chứ tại sao đi? Tại thời gian rảnh mà. Đưa có ông... ba cái đồ quý này không. Mở là cho ông coi, ông sợ coi đấy. Mở là ông sợ liền á. À. Đừng có nhát luôn nè. Nhát để coi thử đàn ông con trai cái gan tụi bay nhiêu. Đồ quý ba cái vỏ này mà làm gì mà. Ông mạnh ông tới đi. Trời. Mới làm cái gì đấy rồi hả? Nè. Dạ. Là to quá, tao mới sợ. Ừ, là to quá, tao mới sợ. Là nhỏ thôi. Bây giờ tao lấy lại bình tĩnh là tao quất à. Bây giờ từ nãy giờ tụi tôi ráng lắm mà chưa mở được cái phẹt ma tuy đó. Bây giờ ông mở ra giùm tôi cái coi. Chưa biết cái gì trong đó luôn. Cái gì vậy? Gì vậy, gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ai hú vậy? Ai hú vậy? Không biết ai hú, hình như siêu nhân hú. Còn bú sữa mà nó hú. Siêu nhân bú sữa mà hú. Siêu nhân bú sữa còn hú. Để mấy chú khoan con, đừng hú nữa nha. Hồi hộp quá. Ghê quá. Cái gì vậy? Ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Người chết. Sao không biết? Ta nắm được cái xương quai hàm. Trời ơi, cái đầu lâu ông nội ơi. Nguyên một cái xương quai. Quai của con. Trời ơi, cái này mới kêu xương quai hàm. Ủa nãy giờ chưa thò vô cái vỏ hả ta? Trời ơi. Trời ơi, ông nội ơi, bình tĩnh dùm con đi cha. Chết. Có lỗi quá. Nhìn sao đó cái xương quai hàm được trời. Trước tiên phải kéo vào bên tia đó. Cái gì vậy? Cái xương quai tia. Tao chưa kéo mà. Kệ nó, lồng tiếng cho hấp dẫn. Thôi dẹp đi. Quá đi, quýt con, quýt con, quýt con. Cái gì trong đó vậy? Anh hùng quá. Chưa thấy. Giờ mò vô là sẽ thấy. Đứng kế bên nè, đứng kế bên cho đỡ hồi hộp. Đứng kế bên. Cái gì vậy? Chúng cái gì vậy? Cái gì? Ta nắm được cái chân nó rồi. Trời ơi, nó chặt từng khúc luôn sao? Trời ơi, nắm được cái chân. Nó nắm được cái chân con ba. Cái chân của con. Mày thò vô chi mày? Trời ơi. Quỷ không à. Là ông bể tim trong luôn à. Làm hết hồn à. Tao đâu có sợ nhưng hơi hết hồn thôi. Sợ quá đúng không? Vô nửa vỏ rồi. Vô nửa vỏ rồi. Kỳ này chính xác nha. Vô tới rồi. Là chính xác nha. Phải kiểm tra kỹ càng. Kỹ càng đi. Cái gì vậy? Xác chết là một nạn nhân nữ. Sao không biết? Tôi đã nắm trọn trong tay. Cái gì? Lấy ra liền. Đưa con cho nội. Đưa con. Nữ của nó nè. Nó tưởng tượng phong phú quá. Nữ. Ai biết nắm gọn trong lòng bàn tay thì mình tưởng vậy. Xin lỗi hai bạn. Tập trung đi. Tưởng không là sốt hôm không à. Hả? Cái gì vậy?
đúng là nữ chắc rồi. Sao không biết vậy? Có thắc bính. À, à vậy là đúng rồi, đúng rồi. Bính thì đúng rồi, lấy ra đi. Cái gì kỳ này? Mà sao nó lúc lắc được? Trời ơi, lúc lắc nữa. Ghê vậy. Bị chặt đầu rồi. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái gì trời đầu? Ui, một cái đầu. Con dạ. Chủ. Trời đất ơi, hèn chi mà nó thối quắc à, cho nội ơi. Trời ơi. Trời có còn chục chết không hai thằng nhiều chuyện. Mày đặt phá án phá đồ nữa. Trốn tới bên này được rồi. Ô, nó theo mình tới đây luôn hả? Quay lên, quay lên, quay lên. Ê, quay lên. Tới rồi, tới rồi. Anh nói nghe, anh đừng nghĩ anh trốn từ nước Mỹ qua, qua nước Anh thoát khỏi tay bóng biển nha, ông ơi. Tụi mày dã man thiệt. Hành hạ anh em tụi tao phải bơi từ Mỹ sang Anh để đuổi theo tụi bay. Bây giờ hả? Bây giờ đuổi nó đi. Lên tàu đi, lên tàu đi, nhảy lên. Lên tàu, nhảy lên. Lên tàu. Chú Đạo! Lên tàu! Lên! Lên tàu! Lên tàu! Chạy xuống chạy lên! Lên lại lên! Chạy! Chạy! Lên! 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 Chạy ơi! Chạy! 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 Lên! Giỏi lắm! Giỏi lắm! Anh xuống nghỉ đi! Vô cho biên nghỉ đi! Vô cho biên nghỉ đi! Giỏi lắm! Chú Đạo! Từ từ cái chuyện té bây giờ! Từ từ cái chuyện té. Ở đâu mà lạnh quá vậy? Ở đâu mà lạnh quá vậy? Ở đâu có tuyết rơi nữa kìa. Sao mà tuyết rơi dữ vậy? Ý, trời ơi. Vậy là hả? À, mình về tới Sa Pa rồi, về tới Việt Nam Sa Pa. Vậy? Hả? Mà tới Sa Pa đâu? Cái gì vậy? Chạy từ từ nước Anh mà sang Hàn Quốc á. Là đi đâu? Đi ngang qua biển Bắc Bằng Dương, nó mới tuyết mới rơi vậy nè. Hả? À, trời ơi, chùm đau với. Tôi làm quá. Chết rồi. Con nghỉ quay anh. Anh lên đây vô cabin đi, lạnh lắm anh lên đây. Vô cabin đi anh, lạnh lắm á anh ơi, vô đi anh. Trời ơi. Cái gì? Hả? Thằng chú Đảo. Thằng chú Đảo nó dí theo luôn hả? Nó bơi theo kìa, trời ơi nó bơi như con ếch kìa. Mà thử thì nó lì quá vậy. Trời ơi. Trốn trốn đi anh. Giờ con, sao con, vậy? Con có chỗ nào để trốn không? Tới đâu rồi? Tao đói bụng quá, đói bụng quá. Đói bụng quá. Tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Kìa. Có một cái quán ăn. Tấp vô đi, tấp vô. Tấp vô. Tới rồi. Sao có bóng em xinh tươi về bên anh, hãy nắm tay đi trong cơn mưa xinh tươi đẹp đêm nay. Giấc mơ về em khuya sáng, đêm trăng thanh, anh đi vui cười bên em. Hãy nói với em ngôi sao trong tim anh đẹp lấp lánh, trăng sáng trên cao nhưng trong tim anh mãi sáng. Từ một vì sao đẹp dịu dàng là em đó. Tình yêu anh trao em đêm sao trên bầu trời, tỏa sáng hơn trăng đêm trên góc không gian bao la dịu dàng. Và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ ta biết, sau mây đen mịt mù che khuất. Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng hơn trăng đêm trên góc không gian bao la dịu dàng. Và tình yêu đó sẽ còn trong trái tim vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi chẳng cách xa. Giấc mơ sao có bóng em xinh tươi về bên anh, hãy nắm tay đi trong cơn mưa xinh tươi đẹp đêm nay. Giấc mơ về em khuya sáng, đêm trăng thanh, anh đi
vui cười bên em, hãy nói với em ngôi sao trong tim anh đẹp lấp lánh, trăng sáng trên cao nhưng trong tim anh mãi sáng, từ một vì sao đẹp xíu rằng là em đó. Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng, và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ ta biết sau mây đen mịt mù che khuất. Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng hơn trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng, và tình yêu đó sẽ còn trong trái tim vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi chẳng cách xa. Tình anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời, và sáng hàng trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng, và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ ta biết sau mây đen mịt mù che khuất. Tình yêu anh trao em đêm nay như ngôi sao trên bầu trời, và sáng hàng trăng đêm trên cao không gian bao la dịu dàng, và tình yêu đó sẽ còn trong trái tim vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi chẳng cách xa, chẳng thể phai nhòa. Chết rồi, chết qua rồi. Nhà hay chết rồi. Mất gì vậy? Anh lên đâu rồi? Trời, tôi lên nữa rồi. Trời, giờ sao? Giờ sao đây? Mình gì? Mình nhảy xuống, Mày khùng hả? Đây nước cạn queo à? Ồ dạ. Tao chung vô luôn. Rồi xong bể luôn. Chạy đi. Chết rồi, nó giết mình rồi. Chạy mày ơi. Nhanh lên. Xin ra con. Ôi, đứng cái đây chi nữa. Mà chết rồi. Quốc. Không phải. Chứ gì? Seoul. Mày rảnh quá. Cũng vậy à. Ôi, chả lắm mới chạy với Hàn Quốc rồi hả? Bây giờ sao? Ai biết đâu. Để tao nói chuyện. Để cứu mình. Chào cô. Cô hàng xóm. Trời ơi chết rồi. Không còn quá rồi. Cô có thể trên mặt nó kỳ quá, sao nó không hiểu gì hết trơn vậy? Giờ ai nói chuyện đây? Ai nói chuyện? Mày nói đi. Mày nói đi. Sao tao biết được mày nói? Mày nói đại đi. Trời, mày làm gì vậy? Trời ơi, làm vậy chải tóc mới giống Hàn Quốc. Trời ơi, mày rảnh quá. Lại lên, tóc cũng có mà mày đặt. Trời, là... tóc mày có nhiều quá. Đúng, mày. Ê, mày nhớ Hàn Quốc nói chuyện á, mặt căng thẳng. Ủa dạ, dạ. Mặt mày căng quá. Anh nhân hà sợ. Ôi. Ôi, vậy là gì? Là em bé đó. Ôi, rảnh nó thằng gái kìa, em bé. Em gái. Mày kêu em gái sao mày? Mày tôi nói chuyện mày. Sao nó cười mày? Mày nói nó có hiểu đâu. Nó cười là phải rồi. Nó không biết luôn hả? Vậy sao? Em giúp gì được cho mấy anh? Hả?
Mệt muốn chết luôn á. 10 năm nay qua Hàn Quốc nhảy được có nhiêu đó thôi á. Trời ơi, nhảy bạn bè chê là xấu, còn mà đi hát karaoke mà với bạn bè á, bạn bè khen mình là có giọng ca ngang ngửa với Biden á. Bước nhảy như Biden, dáng như Biden, chỉ có cái mặt là khác Biden thôi. Trời ơi, nói đúng á. Ủa, em yêu anh mà nói mặt anh giống Biden là em xỉu liền luôn á. Trời ơi, anh tự tin quá. Biden người ta đẹp biết là bao nhiêu. Mặt Biden trời ơi như thiên thần á. Mặt bún ra sữa, mặt anh bún ra mụn không anh. Mà mụn bọc không mới ghê, mà tự tin á. Mặt giống Biden là không được nghe. Ý em nói anh là bi rổ à. Mà không hiểu sao ngộ nha, mỗi sáng xúc miệng soi gương tự ói mình hoài. Biết được rồi. Anh nè. Hả? Đứng lên. Gì? Nói nghe nè. Nói sao? Nào giờ anh có nói dối em gì không? Không. Anh không đời nào nói láo em. Anh thề với em á, anh mà nói láo em á là anh ăn cà rem suốt đời. Không dám lén vợ con đi nhậu phải không? Em nghe anh giải thích đi, anh nói thiệt mà. Ui da, ui da, trời ơi em dữ quá. Đó, biết ai không? Cha này là cha Sáu. Trời ơi, bảo đảm luôn, đi nói láo với vợ nè, rồi bị bạn bè đâm sau lưng nè, rồi bây giờ vợ đánh rồi đuổi ra khỏi nhà, xách giỏ đi như con chó già vậy. Nhìn thấy tội nghiệp. Bởi vậy sống với vợ phải chân thật với vợ, đừng bao giờ nói láo với vợ, nguy hiểm lắm. Giống như tôi có một bạn á, bạn tên là Hoài Linh, nó qua bên đây cái đổi tên mới lắm, tên hay lắm nha, Kim Giang Gây. Là dáng nó gầy như cái kim. Cái thằng này hồi xưa nó cũng nói láo với vợ, nhưng bây giờ được cái là tu tâm dưỡng tính, là chơi với bạn nó tốt với bạn lắm, nó không bao giờ nói láo với bạn. Ủa Minh ơi, đó, mới đó mà Loay Hoay ra sâu rồi, bây giờ lâu quá rồi, 10 năm rồi chưa bao giờ hát karaoke với bạn bè, bây giờ mình tập hát để lát nữa anh sinh ơi. Nhật anh gì em, bộ đồ em để hôm nay đâu rồi? Đó, nãy anh mới giặt xong anh treo trên cái sàn đó ngay cửa sổ. Em định vô em thay đồ để anh biết hôm nay là ngày gì của em không? Ngày sinh nhật của em. Anh có mua cái bánh kem bỏ trong tủ lạnh á. Ủa có mua bánh kem rồi hả? Ừ. Anh giờ em nói anh nghe nè. Sao? Trời hôm nay nó hơi bị lạnh. Bây giờ em vô em thay cái áo. Nếu mà không có thì lát anh phải kiếm kem đó nha. Ừ. Cái áo tôi mới mua với lại vậy nè. Sao? Em vô em nấu cái món mì chen chu. Mì chen chu. Ừ. Hai chồng mình ăn nha, mừng sinh nhật em nha. Nhớ làm kim chi củ kiệu nha. Rồi, nhớ nha. Anh thích kim chi củ kiệu lắm. Rồi, đợi em cắt. Đó, bây giờ mình phải lựa cái bài hát gì, Ngôi Nhà Hạnh Phúc để mình hát, để tặng vợ mình. Đó. Dạ. Sao cái tiếng Hàn nó khó vô, nó cứ vô vô xô xô mà. Thương sơ đi sơ đi vô mà đi nô đi xì đô mà đi nô mà đi sô là gì ô a ca ri tô ai nô tô tô bà cho a ra ri si ô. Để anh hát chứ, mới hát đáng bán cái tô tự nhiên tắt máy à. Giận dễ sợ luôn á. Tiếng Hàn Quốc ngộ thiệt nha. Chắc cái này xin hỏi kiếm với nhà mình xong bây giờ. Ủa? Chắc cái này xin hỏi hốt mắt là xin hỏi chắc cái này mà chẳng phải tê hả? Quá? 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 Khổ ghê á. Qua bên đây sống 10 năm mỗi lần vợ chửi là phải chịu đựng à. Nước miếng văng từ lưa hết. Bởi vì ở Hàn Quốc á, lục quanh năm là gì á. Nó tiếng Hàn Quốc mà không văng nước miếng sao ra Hàn Quốc. Trời ơi, ở Hàn Quốc 10 năm anh không thấy nó, anh coi phim anh thấy rồi đó. Nó giận lên là cái mặt này. Nó có chặt cái chiếc để chút ra chiếc để mà hút mắt cắt cái rồi mới chứ ổ. Mắt cắt chiếc cái rồi mà dùng chút cắt cái rồi mỏng vô. Giận. Xí xí xí. Ủa sao kỳ vậy? Mỗi lần chửi tiếng Hàn Quốc có cái chữ mắm vố nè. Mắm vố làm thêm. Thôi gì hả? Thôi bởi anh đừng có kiếm chuyện nữa. Bây giờ em định nấu ăn em giật nhớ lại nè. Anh hát hồi em mới bực bội nè, hôm qua anh đi đâu?
đi đâu cái gì đâu, anh nói cho em nghe đây nè, đây là hôm qua đây tức thì nè, ông cha Sáu này ông làm chứng nè, ngồi tâm sự với ông thôi đó, mà gia đình hoàn cảnh nó bao giờ tan nát cháy nhà rồi, bạn bè đốt nhà rồi kìa, xong bây giờ vợ quánh đuổi ra khỏi đường rồi, ông tâm sự với anh nguyên đêm qua anh tâm sự, ông nói là ông có đi họp nhưng mà ông nói láo với vợ ông sao không á, vợ ông tin cứ nghĩ ông đi nhậu đó, mà thiệt ông nhậu thiệt đó, để chi nói họp mà để vợ cho đi, nhưng mà đi nhậu nhậu với bạn bè xong cái hứng quá nhậu đến 3-4 giờ sáng mới về, say quất cần câu luôn, xong rồi về tới nhà vợ đóng cửa rào lại khóa cửa đâu cho vô, cái anh mới leo vô, anh xỉn quá anh mới leo được một chân rồi, còn một chân nữa bước qua cái chân như bị dướng sau cái kẽm hàng rào á, nó móc vô cái quần té một miếng máu nó chảy tà lưa hết, ghê quá à. Ừ, xong cái sợ quá đâu dám leo ra giường nằm, sợ vợ phát hiện đó, mới đi tới cái tủ kiến á, kiếm bông băng thuốc đỏ xôi cái mông mình vô trong cái tủ kiến dán vô, rồi xong bắt đầu leo lên giường nằm ngủ, vậy mà sáng ra vợ phát hiện. Cái cha sao biết vậy anh? Vậy mới hay, mới lôi động vậy nè, hôm qua ông nói láo tôi phải không, ông không có đi họp mà ông đi nhậu đúng không? Nó không, anh có đi họp mà xong rồi nhậu mấy chai rồi về anh có leo rào vô rồi rách cái mông rồi vậy thôi, xong con vợ nó rách mông tại sao không lấy bông băng thuốc đỏ dán vô, không có hôm qua anh có dán rồi mà tại sao máu còn chảy, lôi đầu ổng tới cái tủ kiến nhìn thấy bông băng thuốc đỏ nằm trong kiến. Có nghĩa là ông say quá ông soi kiến, ông không có dán đây mà dán trong mông trong kiến. Đó, tai hại cái say vậy. Chưa, mấy anh chàng mà nhậu mà nói láo vợ là coi bị hậu quả liền hả? Chứng tỏ là ông Sáu này ông qua đây ông không có học cái chuyện, đọc cái chuyện cổ tích của Hàn Quốc. Gì nữa anh kể? Cổ tích về cái sự tích con cáo của Hàn Quốc nghe ghê lắm. Ngày xưa cũng có hai vợ chồng đó sống với nhau đang hạnh phúc, đùng cái thằng chồng nó láo, cái con vợ phát hiện ra thằng chồng nó láo, cái thằng chồng mới tức, thằng chồng mới thề độc, anh thề với em nếu anh nói láo anh sẽ biến thành con cáo. Cái biến thành con cáo, từ đó giờ sau trên cõi đời này có con cáo. Ghê chưa, vậy mà không sự tích con cáo đó hả? Ừ. Bây giờ em hỏi anh qua cái chuyện đó anh có nói láo em không? Không, anh thề rồi. Em nói là anh thề nói thiệt với em á, anh mà nói láo ăn cà rây suốt đời đó. Anh mà nói láo nữa lời thì cuộc đời anh sẽ bị con dời nó leo. Anh lời em, anh sẽ nghe theo, anh mà nói láo ăn thịt heo suốt đời. Thầy con có ăn thịt heo với ăn cà rây không à? Bây giờ anh khẳng định lời với em là anh có nói láo em không? Không. Anh có gạt em không? Không. Vậy hôm qua anh đi với ai? Thì hôm qua sau khi tâm sự với ông Sáu xong là anh đi với Ẩn Linh, nó gọi điện cho anh, nó rủ anh đi Linh nào? Ngoài Linh. Đi đâu? Kim Giang Gây nó rủ anh đi uống cà phê. Uống ở đâu? Uống ở quán cà phê Thanh Nữ. Vừa nghe cái tên quán là biết không, cái quán không có đàng hoàng, toàn là gái gú không. Em cứ nghĩ bậy cho người ta không à. Gái gú đâu, gái gú là cái quán Thanh Nữ đó, là hai vợ chồng đó hùng tiền nó mở cái quán đó, thằng chồng tên Thanh, con vợ tên Nữ, đặt tên là Thanh Nữ. Con thiệt không? Con trai phục vụ mà kiếm đứa bóng cũng có lấy đâu con gái phục vụ. Em qua anh hỏi Hoài Linh à? Em không tin cứ hỏi Hoài Linh coi. Điện qua con. Cương. Thằng này chết Linh quá nè. Cương. Có tên Linh vậy? Cái gì? Hả? Một lát vợ tao mà có điện thoại đó, mày nói láo giùm tao là hôm qua tao có đi với mày, nghe chưa? Nghe không? Hôm qua hai đứa mình không có đi chung, nhưng mà vợ tao điện tao, mày nhớ mày nói làm hôm qua mày có đi với tao, nghe chưa? Để tao dặn vợ mày cho chắc ăn. Chị. Dạ chào anh Linh. À, em đây. Chị dạ. Ơi, à, một lát vợ em điện thoại, chị nhớ nhắc anh Cường nói láo giùm em một lần thôi. Nói láo giùm em là hôm qua anh Cường có đi chung với em, mặc dù hai anh em không có đi. Anh biết không? Nha. Gì vậy? Mày đem xăng qua đốt nhà tao mày biết không? Ủa đâu có đâu, tao đâu có đem xăng đâu, tao không à. Tao qua đi với mày uống cà phê tâm sự rõ ràng, tự nhiên mày nói bây giờ không đi với tao là sao? Đâu có đi chứ. Vậy là đốt nhà đó hả? Đốt nhà chứ còn. Chết cha. Chết cha. Chị, hôm qua em quên. Hôm qua em có đi chung với anh Cường. Ừ. Đi chung mà không có ngồi chung bàn. Dạ. Đi chung thôi. Uống quán Thanh Nữ. Dạ, uống quán Thanh Nữ. Ừ. Quán Thanh Nữ đó là cái... Quán Thanh Nữ, chồng tên Thanh, vợ tên Nữ. À đúng rồi, cái quán Thanh Nữ đó là của một người chồng tên Thanh và cô vợ tên Nữ mở ra. Yeah. Hôm qua em ngồi bàn với anh Thanh, còn ảnh ngồi bàn với cô Nữ. Phải không ta? Phải rồi, em nói con lên phải rồi. Mày giết tao rồi, phải không? Kỳ này mày đổ một thùng xăng chứ không phải là một ca xăng.
mày làm mất đi về tao cái đi. Ủa vậy là đốt nhà đó hả? Đốt nhà chứ còn gì nữa. Trời ơi, mình tưởng châm lửa mới gọi là đốt nhà. Em ơi, chắc thằng Linh nó giỡn á. Nó nói em nghe, nó giỡn cái tính nào. Cái gì mà giỡn? Ủa? Cái gì mà giỡn? 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 Ủa, này, hết mắm vô rồi qua karate à? Ý em nói là một hồi em quánh lên bằng karate á. Giờ thôi để anh... Bây giờ anh giải thích đi. Hôm qua anh không có đi với Linh. Anh đi với thằng Tuấn, Tuấn đầu hẻm á. Đi đâu? Thì đi qua... Đi đâu? Làm về mệt quá, tự nhiên đầu óc sao nó căng thẳng. Không nhớ đi đâu nữa. Như đi ra quá cốc. Cường ơi, Cường. Gì? Thằng Tuấn mới điện thoại cho tao, lát nữa vợ nó điện nói là đi chung với tụi mình, nghe chưa? Cứ nói láo giùm nó giùm đi nha. Bà nội nó, cái thằng này xuất hiện cái là nhà phực lên à. Em ơi, em chửi tiếng Hàn Quốc đi. Hết chữ rồi. Anh tưởng là tôi giỏi tiếng Hàn Quốc lắm hả? Trời ơi, hôm qua tôi nói chuyện với Hàn Quốc thứ thiệt á. Nó bó tay với tôi luôn. Nó nói trời ơi, sao cái âm điệu mà giống quá mà chữ không có dính chữ nào hết trơn á. Tôi là thắt khá nó xíu nó dỗ, mất nó xíu nó dỗ. Mà cái chữ của nó không dính chữ nào hết trơn á. Mày anh cho tôi chửi Hàn Quốc hả? Anh hiểu. Bây giờ em cần một câu giải thích. Trời ơi là trời, hôm qua anh đi đâu? Bây giờ nói thiệt luôn là bây giờ mới nhớ ra đó, hôm qua không đi với Linh, cũng không đi với thằng Tuấn, mà đi với thằng Thắng. Thắng nào? Thằng Thắng làm chung cơ quan anh với thằng Tuấn với thằng Linh. Thằng Thắng á, biết thằng Thắng không? Thắng nào? Trời ơi, cái thằng Thắng mà qua đốt nữa đó. Tao đứng ở ngoài, tao cảm thấy tao áy náy quá. Đúng. Là tại vì tao đã vô tình đốt nhà. Đúng. Bây giờ tao qua tao chữa lửa. Ừ. Suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ừ. Rất kỹ. Đó mới gọi là một người bạn tốt. Chị, giúp tao đi. Dạ. À, nói chung là hồi nãy em vui quá đi uống cà phê say nên em nói lộn. Cà phê mà say? Uống bia uống rượu mà say. Không. À, quán cà phê nó khuyến mãi. Quán cà phê nó khuyến mãi một ly cà phê nó tặng hai chai bia. À, uống một chai bia nó tặng ly trà đá. Uống một ca trà đá nó khuyến mãi một hộp tăm sữa răng. Ủa, quán nào kỳ vậy? Quán nào mà ngộ tự nhiên uống này tặng kia, quán nào chỉ tôi đi vậy? Quán nào kệ mẹ đi, tự tìm. Gì? Hiểu gì? Em đang nói về thằng Thắng. Ừ, đi, hôm qua tụi em đi chung với thằng Thắng. Thắng... Thắng tóc dài. Thắng đầu trọc. Nó đầu trọc mà. Đầu trọc. Tóc dài, Thắng tóc dài. Tóm lại là đầu trọc hay là tóc dài? Đầu trọc tóc dài. Đầu trọc làm gì có tóc? Tao nói vậy đúng không? Đầu trọc làm gì có tóc không mà ba? Nó đội tóc giả. Thấy tao hay không? Thấy tao hay không? Con vợ tao còn nể tao. Anh sao anh biết đội tóc giả? Nó gần nhà em à. Nó gần nhà em, ngày nào nó cũng qua nó mượn keo nó dán tóc hết. Keo gì anh? Keo gì? Keo gì anh? Keo con chó. Trời ơi, keo chó dán dính gỡ sao ra? Kệ mẹ nó đi. Nó dán là quyền của nó, nó gỡ là quyền của nó, bà hỏi chi? Bà, nhiều chuyện. Mày biết là mày chửi vợ tao hồi tao ra đường tao cuốn gói về nhà mày ở không? Chứ cha tao đốt nữa hả? Đốt nữa chứ ngồi đó! Sao tao vô tình mà hại người vậy ta? Thôi tao đi nha. Ừ, đi ra, khỏi nhà tao đi. Mình không có số cứu quả rồi. Về luôn nha, đừng ghé lại nha. Vậy đứng để em chửi hết hơi rồi. Bây giờ em cần anh nói thiệt đó. Nãy anh nói với em là anh chưa bao giờ nói gạt em, nói dối em điều gì phải không? Mà nãy giờ là 3 lần rồi. Không, bây giờ mà không giải thích là ly dị thì thằng Linh bây giờ nói thẳng ra hết rồi, quạch tẹt rồi. Bây giờ em nghe hay không nghe tùy em. Bây giờ là anh nói thật đây. Anh nói thật là hôm qua sau khi tan sở ra, cái tụi anh có rủ nhau đi đâu? Đi uống. Uống gì? Uống bia. Ở đâu? Ở quán Thanh Nữ. Nhưng mà uống bia chung với thằng Tài. Trời ơi, lội thêm thằng nữa hả? Còn người nào đâu, nói luôn đi. Không có thằng Tài, thằng Tài, thằng Thắng, thằng Tuấn, thằng Linh với anh, tất cả là 5 đứa.
Đó, năm đứa ngồi chung với nhau bắt đầu tâm sự hoàn cảnh. Thấy hoàn cảnh của thằng Linh tội nghiệp nhất, nó có con vợ mà thất nghiệp. Cho nên bốn đứa mới lãnh lương xong, có được tiền thưởng xong xuôi hùng tiền lại để cho thằng Linh vô cho vợ nó mở cái quán cháo để bán. Cường ơi, Cường nè, tiền của mày nè, tiền của mày tao trả cho mày. Con vợ tao nó lục thấy tiền ở trong túi tao, nó tưởng tao giếm tiền. Mày ơi, mày cầm tiền giùm tao đi. Bà nội mày, em đưa về chẳng khác nào mày nói tao giếm tiền vợ tao. Ai biết là nhà tiền của mày, mày gửi tiền mày là mày giếm vợ mày chứ còn gì nữa. Cầm đi. Tiền không phải tiền của tao, tiền của mày. Tiền của mày. Của mày. Của mày. Của tao hả? Ừ. Thôi của ai kệ đi chị. Chị cầm đi. Ủa vậy của ai mà kêu em cầm? Em đó. Đâu biết của ai đó. Anh em hùng tiền lấy đứa cho mày mà tao với đứa vợ tao làm cái gì? Đâu có, tao đâu biết, tao tưởng mày giếm. Chị cứ cầm đi, không biết tiền này của ai nhưng mà chị cứ xài đi, không ai chửi chị đâu. Em về nha. Sao chết hoài vậy? Giải thích đi. Đó, sự thật là như vậy đó, thằng Linh nó không có hiểu thôi. Trong khi đó là anh nói là không phải là sao? Anh đâu có giếm đâu, anh lãnh lương về đưa cho em hết, đâu có giếm đâu nào đâu. Cái này là tiền thưởng, anh nói là tiền thưởng. Mỗi đứa được thưởng 200 ngàn, bốn đứa hùng là 800 ngàn, đưa cho thằng Linh để vợ nó mở quán cháo. Chứ không có giếm. Gì hoài vậy? Đây, tiền này là tiền của tôi. Đúng rồi. Thằng Tài nó mới điện cho tôi, nó nói là mấy ông hùng tiền cho tôi phải không? Đúng rồi. Xúc động quá. Chị, tiền này quả thật là tiền của em. Mấy người hùng lại để cho vợ em mở quán cháo. Em nói thiệt chị nghe, hồi nãy giờ nói giỡn chơi thôi. Em làm như đốt nhà người ta vậy, tính em không phải vậy. Em vui đó. Em thích vậy thôi. Đúng rồi. Chứ em nói thiệt chị lấy được một người chồng như vậy là quá có phước. Đúng. Chồng chị rất là chung thủy, em đúng. Dám chắc luôn, ít có người đàn ông nào chung thủy như chồng chị. Cảm ơn bạn. Kể cả em, kể cả bản thân em. Tại vì có nhiều lần em đã đánh giá được là tại qua rút kinh nghiệm nhiều lần. Thôi em không có tình đâu. Không, thiệt mà. Em nói thiệt. Linh làm chứng đó. Hai anh ba anh em đi uống bia ôm chung. Ảnh ngồi hai bên hai con nè. Ông đụng con bên này cái ông nói trời con này nhỏ hơn vợ tao. Ông đụng con bên này cái ông nói trời con này to hơn vợ tao nè. Cái bữa đó ông ngồi gần cái con nhỏ kia nó cũng hơi trẻ trẻ đó. Ông nhìn nó cái ông nói trời sao da mặt em ít nhăn hơn da mặt vợ anh. Thấy không, chứng tỏ anh quá tức trung thủy, đi chơi vẫn nhớ tới vợ. Ghê ghê không ghê. Cái đó là làm nhục vợ. Ủa vậy hả? Ôi cha cha. Bạn ơi, mình xin lỗi bạn. Mà nói mẹ, có cái súng bắn này chết rồi. Nó đốt nhà, đốt hoài. Bây giờ em tin không tin thì tùy em. Em không tin anh thì anh sẽ ra khỏi căn nhà này, anh qua nhà nó đốt nhà lại. Đi đâu hết, anh đừng có kiếm chuyện mà anh đi, anh đứng lại đây cho em. Đứng lại làm cái gì nữa? Em đánh anh thôi, em chịu đựng hết nổi rồi. Đốt nhà đó ra nó còn đánh gì nữa? Anh gạt em, anh dám nói là không lừa gạt em bao giờ hả? Anh đứng em ở đây, em đánh anh một cái cho đã đi rồi đi đâu rồi đây? Đánh đi. Anh con. Ông quá. Cái này gọi là knock out à. Mà knock out hiệp 1 nha. Ủa sao kỳ vậy Phương? Tại sao em không đánh anh mà em lại hung anh? Em làm anh bất ngờ quá, anh không hiểu gì hết. Trời ơi, em với anh Hoài Linh giả bộ gạt anh coi á làm sao. Bữa anh nói anh lấy 200 ngàn đúng không? Em đâu có tin đâu. Ôi bởi vậy hả? Em với anh Hoài Linh coi anh có thiệt không đó. Cái gì? Em với thằng Linh dựng lên màn kịch này để thử lòng anh hả? Chứ còn gì? Tại sao em ác vậy? Trong khi anh sống chân thật với em. Mà anh nghĩ anh đừng láo. Anh không kỳ, anh thật thì anh thật đi. Anh nói đi người này người kia nói lòng vòng chứ gì. Anh sợ em buồn chứ thực chất đi có 5 đứa lận. Mình phải giữ lập trường hiểu không? Anh Hoài Linh là chuyên môn, là một người coi như đi hòa giải cho người ta. Không lẽ anh phá? Anh Linh có bao giờ phá ai đâu. À tự nhiên cái qua cái chuyện này các em có nghĩ là câu thơ đó anh. Đọc nghe. Vợ chồng mà cãi lộn linh tinh thì thôi hãy để Hoài Linh làm lành. Vợ chồng cãi lộn tanh bành, coi chừng sơ hở nó dành cái chỗ anh. Trời ơi, nếu mà Linh dành chỗ anh hả? Sao? Nếu mà Linh anh dành chỗ anh á, em mới thiệt dành một câu nha. Sướng à. Hả? Có mưu đồ phải không? Hai người có mưu đồ phải không? Chơi thôi. Nè,
Sao? Tự nhiên em yêu anh quá. Anh Cường ai nhớ ông pa Sara Heyo. Biết nói câu này là đúng là em yêu anh đó. Bây giờ đi ra nhà hàng Seoul nha. Em đặt tiệc ở đó hết rồi, bạn bè mời hết trơn rồi. Bây giờ hai vợ chồng mình là hạnh phúc nhất không? Ở Hàn Quốc này đi ra ngoài. Sara Heyo. Oh yeah. Mình chào bà con, các bạn đi dự sinh nhật nha. Ê, người Duyên ơi, không thấy người Duyên, người Duyên giúp đỡ ngoài này rồi. Em đi nè, đây nè. Em chỉ tôi đường cho anh về tới Việt Nam được không em? Cười rồi, đồng ý rồi trời. Em chỉ mới nói một câu tiếng Việt thôi, chứ em là người Hàn mà. Hả? Ê, cái gì? Tôi nói kìa. Chết cha, tôi nói tới rồi. Thời chúa đạo. Chết rồi. Đâu rồi? Trời ơi, lên. Trời ơi, lên đây, chết rồi, lên đây. Anh qua nhà của hai vợ chồng Hàn Quốc bây giờ. Sao đâu có kêu anh lên? Chiều vắng anh, không gian nơi đây sao âm thầm mình em vắng anh, chuyện tình này chỉ
trao anh là lần đầu tiên em đã nghe nhịp tim rất nhanh không nhẹ vì làn môi khi hôn anh em nghe yêu thương như quân của anh ta yeah. Anh biết không giờ khi chung bước anh đi về dọc đường nghe nơi trái tim rồi lên bao luyến lưu nhung nhớ yeah. Xin anh ơi đừng quên vang cho tôi biết em nhé. Chiều vắng anh, không gian nơi đây sao âm thầm mình em. Vắng anh, chuyện tình này chỉ là giấc mơ. Thì thầm anh ngọt ngào dưới trăng, yêu dấu cho giật mình em biết nơi đây vắng anh. Đành chờ ngày dài trong vụt qua để được gặp lại dáng người xưa. Chiếc hôn lại nồng nàn giữa vòng tay vắng anh, đêm một ngày dài buồn vắng anh, muốn nhìn đường về chiều vắng anh, không gian nơi đây sao âm thầm mình em vắng anh. Chuyện tình này chỉ là giấc mơ, khi thầm lời ngọt ngào dưới trăng, nhưng giờ chưa giật mình em biết nơi đây vắng anh. Ô đẹp quá, đẹp quá. Wow. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Wow. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Gái đồ đẹp quá. Ơi 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 giống giống bị câm quá. Ê, nhiễu 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 nhiễu. Được vậy là quá đáng rồi, tưới cày luôn, tưới cày luôn. Tại vì mới từ Hàn Quốc á, lạnh lạnh qua đây nó nóng quá, nó nhiễu nhão không gì đâu. Tìm đường gì đường về Việt Nam mày, mày lái hay thiệt á, lái lạo sầu qua luôn. Ê, ủa bây giờ về Việt Nam bằng đường nào đi? Ấn Độ nè. Ấn Độ xong rồi sao mà kỳ quá vậy? Trời, từ Hàn Quốc về Việt Nam gần mày qua Ấn Độ chứ vậy? Lạc tay lái gió quá, cái này khó quá, khó thấy quá. Làm sao cái này bự quá, cái này nhỏ hơn nè. Được không? Này sao thấy nổi ngồi. Ủa vậy hả? Vậy thôi cất vô lại. Đẹp quá. Giờ sao? Làm sao về Việt Nam đây? Em biết. Từ đây qua. Nghiêm. 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 Chào. Ôi tưởng nghỉ chứ. quen rồi. Quá đáng gì? Nói gì mà sao buồn vậy? Có gì gì buồn vậy anh? Cái buồn vậy anh? Báo cho mấy anh biết. Dạ. Báo đi, báo đi. Sau những ngày vật vả, lặn lội. Anh em của chúng tôi đã cùng chúa đảo bơi từ Mỹ sang Anh. Đúng rồi. Từ Anh tới Hàn. Đúng rồi. Từ Hàn qua Ấn. Sao nữa? Nhưng do tư chi của cháu đó ngắn quá. Bơi không nổi. Vì vậy ông đã từ trần gì chết đuối. Trời ơi, trời ơi, chú đảo quá. Chú đảo mà chết đuối hả? Trời ơi, tướng ổng mà bơi biển Thái Bình Dương chơi sao chịu nổi. Tướng Dương hết rồi. Bây giờ ổng chết rồi, mấy anh tìm tôi chi vậy? Tìm tôi chi vậy? Mấy anh có phải là ở bên sân khấu nụ cười mới không? Đúng rồi. Tụi tôi thích anh Hoài Linh lắm. Tụi tôi muốn theo các anh về Việt Nam. Tụi tôi muốn hoàn lương, không ăn cướp biển nữa. Vậy đó làm gì? Làm gì? Em sao? Em là ông Thanh. Anh Thanh, còn em là hậu đài. Em làm polo đi anh. Còn em nữa. Em làm gì vậy? Cho em làm vệ sĩ đi. Trời ơi! Bảo vệ Hoàng Linh. Trời ơi! Còn tôi... làm gì anh? Ước nguyện của tôi thật là nhỏ nhoi. Làm gì anh? Cho em làm giám đốc được không anh? Trời ơi, lại luôn rồi. Bây giờ Hoài Linh, mình tìm Hoài Linh. Hoài Linh ở trạm xá Ấn Độ. Lên. Ấy trời ơi, bực bội hết sức không? Đau cái bụng đẻ không mà la rần rần. Tới khi đẻ la chắc bề cái bệnh viện người ta quá. Mà cũng ngộ lắm nha, cái bệnh viện phụ sản ở Ấn Độ này nó lạ lắm. Từ sáng cho tới chiều toàn là nghe tiếng con nít khóc không à. Thank you.
ai đây? Y tá. Hả? Nhưng mà tưởng múa lửa. Trời ơi. Chào cô y tá. Ta vậy kêu bằng cô. Chào chị y tá. Nhìn mặt mình trẻ hơn vậy mà kêu bằng chị. Hiểu rồi. Chào em y tá. Anh muốn hỏi gì? Chuyện là vậy. À, anh đưa vợ anh vô đây siêu âm. Dạ. Rồi bà bác sĩ mới kêu anh ra đây ngồi chờ kết quả. À. Và anh không biết ngồi chờ chỗ nào. Vậy em có thể vui lòng chỉ cái chỗ nào cho anh có thể ngồi chờ kết quả. Đẹp trai nha. Em kết cái bộ râu của anh á. À, cảm ơn. Nó dê, dễ sợ luôn vậy đó. Nó nghe nè. Sao em? Nhìn mến lắm mấy chị đó nha. À. Thấy bàn tay của em không? Thấy rồi, ghê quá. Ta đẹp quá. Bây giờ anh nhìn theo hướng bàn tay của em nè. À. Anh đi thẳng theo cái hướng đó đó. À. Thấy cái bồn hoa không? Thấy. Thấy những đóa hoa tươi và những chú bướm đang dập 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 nhiều không? Dập quá trời. Anh muốn dập mặt luôn rồi đó. Bây giờ anh đi vòng cái bồn hoa đó, trở ngược về chỗ này. À. Quay lưng lại, thấy cái ghế ngồi xuống, chờ. Thấy cái ghế ngồi xuống chờ. Dạ. Xa quá ha. À. Mắt cộng ghê ghê. Cảm ơn em nha. Nói nghe nè. Gì? Chút nữa muốn hỏi gì nữa thì kêu em. Ồ. Ừ. Nhưng mà anh đâu biết tên em là gì. Em tên là Diệu Hiền. Diệu Hiền. Nghe rồi, từ từ người ta vô. Bây giờ em có việc ở trong, em vào nhé. Chút nữa thì kêu em. À. Diệu Hiền. Nổi dày dịch. Vậy mà nó là Hiền. Ba làm gì vậy? Sao giờ này mới ra? Mình ơi, em vác nặng quá nè. Vác bao nhiêu đây mà nặng hả? Nặng không biết bỏ xuống sao? Mệt quá. Trời đất ơi, bao quy mà ngồi vậy có được nữa hả? Không biết lên ghế ngồi nữa sao? Tại vì đi khám thai mà mình kêu thôi ráng phe của đi, bao nhiêu vàng mình biểu quốc lên hết, nặng gần chết luôn à. Xích qua rồi. Xích chung nữa. Xích chung nữa coi. Bầu bì mà choáng cái chỗ. Em ngồi như vậy mệt lắm đó mình. Đứng dậy đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, em khát. Nước phải dạ. Không? Dịch làm sao thiếu nước được? Dạ. Khát không biết tự lấy uống hả? Mình ơi, mở giùm em đi. Cái nắp này nó cứng quá, em mở nặng tay sợ nó méo vàng. Đàn bà bầu bì không có làm được cái gì hết trơn á trời. Ash! Ash! Cái quỷ này nó nhột quá à. Nè. Mình ơi, nó lại cứng nữa rồi. Tôi mới mở nắp là tức thời đó mà. Mở rồi mình cho nó về vị trí cũ rồi. Sầm nói. Nè uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi,
Em thèm ăn chua phải dạ không? Dạ đúng rồi. Tôi nói bà rồi, thầy nói tôi đó là trong nhà phải đẻ trong dịch được thì làm ăn mới khá được. Mà nghĩ sao bà sanh lúc 50 dịch cái? Trời đất ơi, đi làm gì mệt gần chết. 50 dịch cái lại cắp cả ngày, khóc đòi ăn rồi uống. Cái quay đó... qua dịch còn gặp con dịch bầu nữa. Cái đó đâu phải là lỗi của em đâu, có mình hùng vốn ban đầu mà. Bà nói nè hả? Kỳ này bà đẻ là dịch đẹp hả? Tự lo đi. Em thích ăn chua. Thèm chua cái gì? Nắm lần là đẻ dịch cái rồi ăn chua không đó. Kỳ này hả? Ăn ngọt cho tôi hả? Người ta nói ăn ngọt thì đẻ là dịch được. Đâu có gì ăn. Lấy hũ đường ra ăn hết cho tôi. Hũ đường đó hồi nãy ngồi trên xe lam mình quất hết rồi. Sao không chịu cản? Em vừa kêu mình ơi hũ hết đường. Báo đâu? Dạ báo đây. Không biết lấy cho tôi rồi hả? Đọc đi. Sao mình không đọc? Tôi kêu bà đọc cho tôi nghe được chưa? Mình thích đọc mục nào? Mục nào cho nó vui vui đó. Ha, có mục này vui quá nè. Bán gì? Nhà. Có một cái nhà cần bán. Bà rảnh quá ha. Vui không? Bán nhà đâu có liên quan gì tới tôi đâu mà vui không vui. Riêng em thấy bán nhà em rất là vui. Vì bán nhà mình có vàng mình đeo thêm. Giảng mặt hả? Đọc mục khác. Không vui thì em đọc tin khác. Trời ơi tin buồn. Sao? Có một con chó lông xù muốn bán. Ủa có gì đâu buồn. Chắc nó thương chó quá nó buồn á. Thôi để em đọc cái khác. Ừ. Ý cái tin này hay lắm nè mình. Tin gì? Có một người vợ mang thai bị ông chồng ngược đãi. Ừ. Vì sinh toàn con gái không có con trai. Chồng buồn đi nhậu lai rai, trên đường về bị sét đánh ngang tai. May mắn mà không trúng cái lỗ tai. À, mà bị chẻ ra làm hai. Mà chửi tôi đó hả? Hả? Em đâu chửi tôi phải không? Trong báo nó đăng mà. Báo nào mà đăng kỳ vậy? Đó. Ai kêu bà đọc báo này? Dạ mình kêu. Ai kêu bà mua tờ báo này? Dạ mình mua. Lỗi bà bán báo. Đứng đó làm gì? Đi vòng vòng tôi đi. Đi vòng làm gì? Người ta nói có bầu, đi cho nó đẻ lẹ cái chưa. Em mệt lắm, mỗi lần đi em di chuyển rất là khó khăn. Cứ đi cho tôi. Cho nên em khó đi lắm. Mỗi lần em đi em rất là cực khổ, mình có biết không? Mình chưa bao giờ có bầu nên mình không bao giờ mình biết là có bầu nó khổ như thế nào đâu. Em đi như vậy em rất là cực khổ. Chứ không sung sướng gì mà đi như vậy. Mỗi lần đi như vậy nó khổ lắm. Chứ không có sung sướng gì để mà đi như vậy. Mình bắt em đi hoài. Em chóng mặt quá rồi. Bà làm cái gì vậy? Em mệt. Bà đi mà không chóng mặt hả? Em chóng mặt nè. Bà chóng mặt tôi muốn xỉu luôn rồi nè. Thì đừng biểu đi nữa. Tôi kêu là đi đằng xa kìa. Đi gần lên cái gì? Thiệt biết tôi không hiểu bà đó. Bà như vậy mà không biết có thằng đàn ông nào mà khờ khạo đuôi mù mới lấy bà làm vợ đó. Có đó, có thằng không đuôi nhưng vẫn lấy tôi làm vợ kìa. Chắc nó khùng. Bà nói cái gì? Bà nói tôi lấy bà đó hả? Nè, tôi nhắc cho bà nhớ nha. Hồi xưa đó là ba má bà trầu cao mâm quả đi qua nhà hỏi tôi nha ông. Tôi còn nhớ mà. Cái đêm đó tôi thức suốt đêm, khóc suốt đêm luôn. Cuối cùng tôi phải gạt lệ tân hôn mà về với gia đình bà. Bây giờ bà nói tôi lấy bà hả? Tôi lấy bà hả? Bà trả teo hả? Hả? Giỡn mặt hả? Ở đây dân số đã nhiều rồi mà còn bắt đẻ hoài. Chừng nào mới ra được con trai. Bữa nay siêu âm, em giái chờ cho có đứa con trai cho em nghỉ ngơi. Thầy con! Ai kêu tên mình kìa? Thầy Cúc. À, dạ. Con Cúc đi. Ủa? Anh tên Thị Cúc hả? À không, Thị Cúc là tên của vợ anh. À. Dạ anh tên Thị Cúc. Ừ.
Anh là chồng thị Cúc, tên Trứng Cúc. Tên sốc quá nha. Hồi nãy giờ anh vô trong siêu âm phải không? À đúng rồi. Giờ có kết quả rồi. Có kết quả rồi. Dịch được hay dịch cái? Là sao? Không, là con trai hay con gái? Chúc mừng anh, con trai. Hả? Con trai. Chúc mừng, dịch chúc được. Trời ơi, yeah. Mừng quá. Ừ. Chê hả? Ôm người ta hả? Đã muốn chết vậy đó. Ủa mình đang làm gì ạ? Hai sao trên trời. Sao ở đâu mà hai? Y tá mới ban cho. Tới biểu coi. Biết là con trai hay là con gái chưa? Mình ta dị ứng nha. Ta dị ứng cái chữ mình ơi đó nha. Kêu đàng hoàng mình ơi thôi. Sao hồi đó anh kêu vậy mình nói mình phê lắm mà. Giờ hết phê rồi. Mình ơi, cho anh ngồi đây chút nha. Không có ngồi. Đứng đi để phục vụ cho tôi. Lấy nước cho tôi uống. Phục vụ. Được rồi. Uống nước nha. Tôi không muốn uống nước này. Thôi mà uống nước này. Tôi không muốn uống nước này. Tôi muốn uống nước ngọt cơ. Ừ, nước ngọt mua nó tốn kém. Tôi muốn uống nước ngọt. Thôi mà. Ký chết mẹ mày à. Từng. Đừng ký. Được rồi. Nước ngọt phải không? 30 giây. Giờ tôi hành lại. Thay đổi giới tính rồi mà mẹ sướng quá con ơi. Ê, có nước ngọt rồi. Mở ra cho tôi. Không được kêu cái xì nha. Đó, nó mới kêu. Anh thở. Đây, uống đi mình. Ô, cái này không phải nước ngọt. Chứ là cái gì? Là Coca-Cola mà. Cái cũng là nước ngọt mà. Thôi uống đi. Ngon không? Ngon quá. Uống nữa đi. Không uống nữa. Sao vậy? Nhiều đó rồi. Bây giờ mình thèm chua không? Để anh lấy me cho không, mình ăn. Không, tôi thích ăn ngọt. Cho em hũ đường đây. Nhưng mà hũ đường hồi nãy anh lỡ anh ăn hết rồi. Ăn hết thì đi mua. Thôi, tốn lắm. Đi mua hũ đường. Xa lắm mà. Ký chết mẹ mày à. Đường rồi. Đường, đường thì có đường. Sướng quá. Có đường đây mình. Ăn không? Không, giờ hết thèm à. Hả? Tự nhiên sao có lúc thèm có lúc không ta. Ngại ghê. Thôi kệ, xin lỗi mình để nó đi. Để anh đọc báo cho mình nghe nha. Nha. Em không thích nghe tờ này đọc rồi. Mua tờ khác đi. Thôi mà, ra sao mua báo. Mua giùm cho tờ khác đi. Xa lắm mà tốn nữa. Cái đầu nó nằm ở đâu ta? Được, để nằm yên đi, đừng có đụng tới nữa. Được rồi, báo mới như gì? 30 giây. Rồi, có báo rồi mình. Đọc đi. Đọc hả? Đọc cho tôi nghe. Mình muốn đọc cái gì? Muốn đọc cái gì cũng được. À, anh đọc nha. Tin thể thao nha. Ừ. Mình ơi, mình đã có dịch đực. Nỗi niềm mong ước thành hiện thực. Mình là người vợ đầy mẫu mực. Vậy thì mình đừng hành, đừng xịt. Đây là những lời anh nói thật. Tôi giái trời cho ông bất lực. Từ nay tôi đẻ tôi khỏi cực. Sao hay vậy? Trời ơi, tôi là túa ra là văn chương mà. Hồi không có quạt, quạt nó trúng gió chứ. Tôi muốn đi về. Cái này hay nè, về. Được rồi, để anh kêu xe về nha. À, xe lam. Thôi, không có thích đi xe lam tốn tiền lắm. Bây giờ mình gần có con rồi, mình phải tiết kiệm để lo lắng cho con. Đúng, mình giỏi. Em thích đi máy bay. Yeah.
Mình đừng có giỡn mà, thiệt đâu anh mua máy bay cho mình đi. Giờ có đi máy bay hay là không? Thôi mà. Ít nhất cũng phải được taxi chứ. Tại sao có con trai mà đi xe lam? Bây giờ có kêu taxi hay là không? Mình nè, mình mới bình tĩnh, mình nghe anh nói, nè. Từ bệnh viện này đó mà về nhà mình á thì nó xa. Mà anh thì không có tiền. Trời ơi. Nhưng mà tôi muốn đi taxi. Trời ơi, bình tĩnh đi. Trời ơi, anh chưa nói hết mà. Có kêu taxi hay là không? Được rồi. Kêu không? Đấy. Taxi là taxi. Ông gì mà chùm thế ớn luôn. Có cuốn taxi. Chờ chút nha. Được rồi, có xe rồi mình. Rồi đi về, Đi. Thầy Cúc. Ai kêu tên kìa? Thầy Cúc. Rồi, Cúc đây. Chính Cúc. Vợ anh thì Cúc nãy mang số thứ tự 32 phải không? Dạ đúng. Em xin lỗi anh nha, nãy em đọc kết quả thì Cúc mang số thứ tự 23. Hả? Nhưng mà em vẫn chúc mừng anh. Vợ chúc anh sanh 3. Hả? 3 con vịt nữa. 3 con vịt cái. Chúc mừng. 3 con vịt cái. Dạ. 5 con vịt cái rồi nha. Con vịt bầu có chữa. Vịt y tá. Trời ơi là trời. Đứng lại. Cái gì đây? Có đi taxi không? Bắt ta đứng chờ ngoài lâu quần chết à. Bực bội. Vịt taxi. Vịt đen. Không có đi vậy trơn á. Đi hỏi cho này. Ta đánh cắt cổ đánh cái canh bây giờ. Trời ơi. Không lẽ cuộc đời tôi gạch toàn là vịt cái không sao đó trời. Nhanh lên. Tới đâu rồi? Tới rồi. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Chợ Bến Thành. Hả? Tới Việt Nam rồi. Tới Việt Nam rồi. Ủa cái gì? Trời ơi. Áo dài kháng đấu kìa. Wow. Chúng tôi chưa lòng đời lịch sử từ ngày xưa, vì chung nắng gắt người Lam lũ Hà Nội Thăng Long đẹp xinh trường bốn mùa, Hoàng Ngọc Viễn Đông Sài Gòn chi nắng mưa vậy hả? Xuống Bắc phong cảnh như thơ ở từ miền ngoài nụ cười đẹp như mơ, còn về ẩm thực wow bất ngờ. Lady and gentlemen, don't do anything, keep silent and just hear we sing. Nào bạn ơi hãy đến viếng thăm vì đất nước tôi đẹp xinh lắm. Với bao lịch sử lâu đời, mênh mông đồng lúa ngã xanh, người Việt Nam anh khánh với đôi tà áo thướt tha dài trong gió. Có bao niềm vui đang chờ, giang tay Việt Nam đón chào mừng. Mời bạn một lần hãy đi đến Sapa, những vật lễ chùa hay muốn hành hương xa. Hành hương xa. Theo thức của chùa hương của ông bà, Hạ Long kỳ quan bạn chớ đừng bỏ nhà. Chớ đừng bỏ qua nhà. Nào bạn ơi hãy đến viếng thăm vì đất nước tôi đẹp xinh lắm. Với
xanh. Người Việt Nam mến khách với đôi ta áo thướt tha dài trong gió. Có bao niềm vui đang chờ, hãy đến Việt Nam chúng tôi. Người Việt Nam mến khách với đôi ta áo thướt tha dài trong gió. Có bao niềm vui đang chờ, giơ tay Việt Nam đón chào mừng. Vũ Đoàn xin chào mừng tất cả quý vị về tới Việt Nam. Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cánh chim hót gọi mời, cho mùa xuân đến thật vui. Không còn mây xám trên trời, buồn ngàn tia đang dệt theo, cùng theo hình sinh sáng thiên thần. Buổi hát giữa phố hoa mùa xuân, đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, cùng bầy gió mùa xuân mang lời cao bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy đón cho đời trăm hoa cùng ca. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, cùng bầy gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Hello. Xin quý vị một tràng vỗ tay sau sự trở lại của tất cả các nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình buổi tối hôm nay. Xin mời. Vỗ tay lên nào quý vị ơi, giơ tay lên. Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cánh chim hót gọi mời, cho mùa xuân đến thật vui. Không còn mây xám trên trời, muôn ngàn tia nắng dệt theo, cùng theo hình sinh sáng thiên thờ. Buổi hát giữa phố hoa mùa xuân, đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, cùng bầy gió mùa xuân mang lời ca mê đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, cùng bầy gió mùa xuân mang lời ca mê đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, cùng bầy gió mùa xuân mang lời ca mê đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, và gia đình cùng bầy gió mùa xuân vui vẻ hạnh phúc và nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị. Người hơn ta, hãy
đến cho đời trăm hoa cùng ca. Bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp bằng đôi mắt dễ thương, cùng mây gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương.